sự Đức Chúa Trời, Ngài không bao giờ để chúng ta mất phương hướng. Ngài luôn luôn dẫn dắt chúng ta. Chỉ có điều chúng ta không có biết. Và chính chỗ đó có rất nhiều đệ tớ của Chúa đó, họ rất là nhạy bén. Khi họ đơn sơ, họ mềm mại, họ mở lòng đó, thì họ rất là nhạy bén trước mặt Chúa. Nhưng có những người thì lại phụ tật tật, họ không có biết gì. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái phần đó là cái bốn lý do chúng ta nhận cái sự hướng dẫn đặc biệt. Và cái Chúa bày tỏ hướng dẫn cái sự đặc biệt á, thì Chúa sẽ có thể bày tỏ qua chim bao. Anh chị em biết chim bao đó, chúng ta đừng có coi thường nha. Nếu mà đến từ Chúa rồi nha, cái chim bao nó chính xác 100%. Và chim bao nó lại rất là, phải nói rất là đặc biệt anh chị em. Tôi không coi thường chim bao đâu, nhưng mà tôi rất tôn trọng những cái sự bày tỏ của Chúa qua chim bao. Chính chỗ đó đó anh chị em á, đừng có gọi là sợ hãi khi những cái sự bày tỏ của Chúa qua chim bao. Chúng ta học để chúng ta biết cách sàng lọc. Có những cái chim bao nào nó không đến từ Chúa đó thì mình cần loại nó ra, và mình sẽ tiếp nhận những cái sự mặc khải, sự bày tỏ của Chúa qua chim bao á. Và Chúa có thể bày tỏ qua những cái khải tượng, cái để chúng ta nhận biết cái chim bao và khải tượng chỉ đơn giản thôi. Chim bao á được bày tỏ vào cái lúc chúng ta ngủ say, chúng ta ngủ say mê chừng nào thì cái giấc chim bao đến từ Chúa nó lại đến chúng ta một cách rất là rõ ràng. Còn khải tượng á, hay là còn cái sự bày tỏ của Chúa qua khải tượng á, là đang lúc chúng ta tỉnh chứ không phải chúng ta ngủ say. Đang lúc chúng ta tỉnh. Chim bao á, thì Chúa phần lớn là Chúa bày tỏ qua trong linh. Còn khải tượng á, thì phần lớn là Chúa bày tỏ qua trong tâm trí. Hoặc là Chúa sẽ bày tỏ qua những sự xuất hiện của thiên sứ. Và thậm chí rằng là Chúa còn hiện ra bày tỏ chính cho chúng ta. Và thường á, những cái điều này nó xảy ra đó là nó có những cái lý do, chứ không phải là không có lý do. Cái là thứ nhất á, mà Chúa phán những cái điều đặc biệt này á, là tại vì nó rất là quan trọng đến cuộc đời của chúng ta. Nó rất là quan trọng trên cuộc đời chúng ta. Hay nói đúng ra đó là chúng ta đã có một cái sự lựa chọn đặc biệt của Chúa. Chúa sẽ bày tỏ cho anh em, có nghĩa là anh em sẽ làm một công việc gì đó đặc biệt trước mặt Chúa. Có thể người khác nhìn chúng ta nó không có là gì cả, nhưng mà trước mặt Chúa thì chúng ta là người đặc biệt. Như đó, vì cớ cái sự bày tỏ hay là sự dẫn dắt của Chúa nó quan trọng đối với chúng ta, nghe không? Thứ hai, hướng dẫn đặc biệt ấy, là vì tất cả những cái phương pháp tiếp cận khác ấy, không có tác dụng gì. Nhưng đó thì Chúa dùng cái cách đặc biệt này để dẫn dắt chúng ta. Và cái cách đặc biệt đó là gì? Đó là chim bao nè, khải tượng nè, thiên sứ nè, thấy không? Hoặc là chính Chúa Giêsu bày tỏ. Như vậy vì có nhiều cái cách khác mà chúng ta không tiếp cận được, nhân đó thì Chúa sẽ bày tỏ cái cách đặc biệt này. Ví dụ như Hồi giáo đi, anh chị em biết những cái người mà tin Chúa từ bên Hồi giáo đó, đâu có ai tiếp cận họ được đâu anh chị em. Nếu mà chúng ta làm chứng cho một người Hồi giáo đó nghe, nếu họ nghe thì mình không nói đi, còn họ không chịu nghe đó, mà anh em chỉ cầm quyển kinh thánh hay chỉ nói về Đức Chúa Trời với họ thôi á, là họ có quyền để mà xử chúng ta đó. Và luật pháp của Hồi giáo á, lại binh họ chứ không bao giờ binh chúng ta đâu. Đó là cái mà chúng ta không thể nào tiếp cận họ được, nhưng mà Chúa sẽ bày tỏ cho họ, Chúa sẽ bày tỏ qua để chọn lựa họ. Thứ ba, vì cớ á, Chúa phán cách đặc biệt là vì Chúa có thể bày tỏ lòng thương xót đối với những người cứng đầu. Có nghĩa là khi chúng ta là người đi hầu việc Chúa đó, nhiều khi chúng ta cứng đầu quá, nhiều người nói không chịu nghe, thì Chúa phải, chính Ngài phải nói chúng ta nghe. Nhiều khi anh chị em nghĩ rằng là tôi có nhiều cái giấc mơ, thì nhiều khi tôi nói ồn này em thiêng liêng với. Không phải đâu anh chị em, cứng đầu cứng cổ quá. Chúa bày tỏ giấc mơ mình mới chịu tin. Còn những lời nói bình thường thì mình không có tin. Bởi vì khi anh em nào mà có những sự bày tỏ về giấc mơ đó, thì anh em phải kiểm tra lại cái đầu của mình có cứng quá không. Đầu cứng đây không phải là cái sọ nó cứng đâu, mà là cái sự mà gì không, là khó tin, là chuyện không tin á, là chúng ta là cái người khó mà tiếp nhận những cái gì mà nó đơn giản,
đối với chúng ta lại là cái người rất là khó tin những cái chuyện liên quan vấn đề thuộc linh. Và khi chúng ta lại tiếp cận được cái hay là cái sự bày tỏ mà chúng ta nhận được rồi đó, thì anh em lại là người rất là đơn sơ. Nó ngồi đó, lúc đầu mình cứng như lắm, nhiều khi mà chú bày tỏ được rồi là mình rất là đơn sơ à, tại mình tin đó là xác quyết rồi thì mình không còn nghi ngờ nữa. Thứ tư, để Chúa phán một cách đặc biệt cái này, vì những điều đó là quan trọng đối với cái hội thánh của Ngài, đối với hội thánh của Ngài, hiểu không? Tại vì cái điều mà Chúa bày tỏ chúng ta nó liên quan đến hội thánh của Chúa. Ví dụ Chúa bày tỏ về cái ông mục sư là trưởng nào đó, hay là về cái hội thánh, hay là tương lai của hội thánh sao Chúa sẽ bày tỏ, thậm chí tương lai của quốc gia hay tương lai cái điều này kia đó Chúa bày tỏ, thì đó là cái điều đó nó quan trọng nha, là Chúa bày tỏ. Chúng ta thấy Chúa bày tỏ cho Phaolô, và Chúa đã cho ông một cái sự hướng dẫn một cách rất là đặc biệt và siêu nhiên. Như vậy thì chúng ta thấy qua cái sự bày tỏ cũng như là qua sự kêu gọi của Chúa Giêsu, của Phaolô đó, thì ông cũng là một trong người nhận được cái sự mà dẫn dắt bày tỏ của Chúa đó. Chúng ta thấy Phaolô ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 1 câu số 13 đó, Phaolô khi ông là một cái người tàn phá hội thánh đó. Dù trước đây ông là người rất là sắc láo, chúng ta thấy không, ông rất là sắc láo, ông phải nói đi tới đâu là ông tìm con dân của Chúa, ông tìm một cách để tấn công họ. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa bày tỏ lòng thương xót của người đối với cái người mà cứng lòng, cứng 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 lòng. Phaolô là người cứng lòng nhưng mà Chúa lại bày tỏ lòng thương xót với ông. Timôthê thứ nhất đoạn 1:13, dù trước đây ta vốn là kẻ phạm thượng, ông là một cái người phạm thượng, ông là một người chống nghịch, ông là người rất cứng cỏi. Thứ ba nữa, đó là Chúa cứu mạng sống của Phaolô, vì ai phá cái hội thánh sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt. Mà nếu mà Chúa không có hiện ra cứu Phaolô thì chắc chắn Phaolô sẽ chết anh chị, tại vì đụng tới hội thánh là đụng tới con người bắt của Ngài mà, đá vào gai nhọn đó. Công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu số 5, ta chính là Giêsu mà ngươi đang bắt bớt, ta chính là Giêsu mà ngươi đang bắt bớt. Chúng ta thấy khi Chúa dẫn dắt bày tỏ cho Saulơ như vậy đó, thì ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 9 từ câu 11 đến câu số 12 đó thế này: người tìm một người tên là Saulơ quê Tạc Sơn kìa, người ấy đương cầu nguyện, và trong khải tượng ta đã thấy một người tên là Anania bước vào đặt tay trên mình để được sáng mắt. Chúng ta khi Chúa cứu hay Chúa làm một điều gì đó trên một cái công việc chuẩn bị cho cái tương lai, đặc biệt là chương trình của Chúa lớn lao á, thì Chúa đó sẽ liên hay Chúa sẽ gọi nhiều người để cho một cái chương trình tổng thể, và Chúa sẽ bày tỏ họ qua những cái cách đặc biệt. Phaolô cũng được kêu gọi cách đặc biệt, rồi Anania ông cũng được Chúa kêu gọi cách đặc biệt để đến giúp đỡ cho Phaolô, vì cớ họ là cái người sẽ mở hội thánh và đem sự cứu rỗi cho nhiều người. Nhưng đó Chúa sẽ dùng những cái cách đặc biệt như vậy. Rồi sau đó khi Phaolô đó ông bước vào công việc hầu việc Đức Chúa Trời đó, thì ông cũng luôn có những cái mặc khải đặc biệt luôn. Ví dụ là trong cuộc các sứ đồ đoạn 27 từ câu 21 đến câu số 25, ở đây nói về vấn đề Chúa đã bày tỏ cho ông biết trước về cái chiếc tàu sẽ bị ảnh hưởng ở công trong phần đoạn kinh thánh này, vì họ nhịn đói đã lâu ngày nên Phaolô đứng ở giữa họ và nói: thưa các ông, nếu hôm trước các ông nghe lời tôi đừng rời khỏi đảo Cơ Rết thì chúng ta đã tránh được thiệt hại và mất mát này. Nhưng bây giờ tôi khuyên các ông hãy phưởng lòng, trong các ông chẳng ai thiệt mạng cả, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. Vì đêm qua một thiên sứ của Đức Chúa Trời, đấng tôi thuộc về và phục vụ, đã hiện đến với tôi và phán: hỡi Phaolô đừng sợ, con phải đứng hầu trước Cê-sa, và này Đức Chúa Trời đã ban cho con tất cả những người cùng đi tàu với con. Vậy xin ông, xin các ông hãy vững lòng, vì tôi tin chắc nơi Đức Chúa Trời rằng điều ấy sẽ xảy ra đúng như lời Ngài đã phán. Qua cái sự bày tỏ của thiên sứ, Phaolô đã hướng dẫn mọi người
ăn uống trước đi để chuẩn bị là họ sẽ gặp nạn. Chúng ta thấy một trong bốn lý do mà chúng ta mới vừa nói ở trên đó thì chính là cái nguyên do Chúa phán một cách đặc biệt đối với cái Phaolô và cả cái đoàn người này, đó là họ sẽ gặp một cái thời kỳ hay gặp một cái giai đoạn khó khăn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về Phaolô, ông cũng gặp sự khó khăn, ông sẽ bị bắt giam và ông sẽ bị chết đó. Đó là ở trong Công vụ Sứ đồ đoạn 21 từ câu 10 đến câu số 11. Trong lúc chúng tôi ở tại đó mấy ngày, có một nhà tiên tri tên Agabus từ Judea xuống. Ông đến thăm chúng tôi, lấy dây thắt lưng của tôi trói tay chân mình và nói: "Đây là lời của Đức Thánh Linh phán: Tại Jerusalem, người Do Thái sẽ trói người có dây thắt lưng này như vậy và nộp vào tay người ngoài." Chúng ta thấy rằng cái sự bày tỏ của Chúa cho Phaolô, anh em biết nó có một điều đặc biệt là cái người nào mà nhận cái sự bày tỏ của Chúa qua chiếc bao đó, hiểu không, thì có nghĩa là cái người đó sẽ thường xuyên đi trong một cái dòng chảy chiêm bao hoài à, và thậm chí gần cuối đời cũng luôn có những cái chất chiêm bao đó, giống như cái cánh cửa chiêm bao lại đến với người đó. Ví dụ một cái người á, một cái người mà có cái sự bày tỏ qua vấn đề cái sự hiện thấy hoặc là sự bày tỏ qua cảm xúc á, thì cái người đó đó thậm chí sau này họ cũng vẫn có cái điều đó vẫn còn chứ không phải không hết nè, nhưng mà có thể Chúa nâng cấp lên theo từng giai đoạn thì có, nhưng mà những cái đó lâu lâu nó vẫn xuất hiện trên đời sống của họ. Tại vì đối với cái họ đó lúc đầu thì nó rất là khó để tiếp nhận, nhưng mà khi họ tiếp nhận quen rồi đó thì đó là một cái cánh cửa, một cái cánh cửa này là cánh cửa mà nó làm cho họ dễ nhận nhất, tại vì họ đã tin rồi thì họ rất là dễ nhận những cái thông tin từ Chúa. Bởi vì xin Chúa ngài cho tôi và anh chị em á tiếp cận được những cái cánh cửa thuộc linh này được mở ra, và khi cái cánh cửa thuộc linh này được mở ra thì chúng ta sẽ có những cái sự thay đổi và có những quyết định đó nó đặc biệt lắm. Phần lớn Chúa không muốn cho tôi và anh chị em á hầu việc Chúa với một cái gì đó mà nó cứ lặp đi lặp lại mà nó không kết quả, bởi vì khi chúng ta đối diện với cái gì bế tắc, khi chúng ta bế tắc một cái điều gì đó thì chúng ta cần phải nhạy bén để nhận ra cái cánh cửa, rồi cánh cửa nó sẽ mở cho chúng ta. Mà thường á, cái sự bày tỏ của Chúa đó, ví dụ qua chiêm bao, qua khải tượng và những cái mà chúng ta vừa học nãy giờ đó, đó là những sự bày tỏ đặc biệt đó, là mục đích là muốn chỉ cho chúng ta tiếp cận cái cánh cửa đó thôi, và chúng ta cần phải xác nhận cái cánh cửa này. Ở trong Khải Huyền đoạn 3, Khải Huyền đoạn 3, đoạn 3 câu số 8, Chúa nói này: "Ta đặt ở trước mặt con một cái cửa." Khi chúng ta đối diện những cái sự bế tắc nào đó ở trong cuộc sống, bế tắc về tài chính, hoặc là bế tắc về công việc hội thánh, hoặc là bế tắc về cái chức vụ của chúng ta, thì anh chị em cần hãy mềm mại, cần xin Chúa ngài dẫn dắt chúng ta để chúng ta có thể xác định được cái cánh cửa, xác định được cái cánh cửa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp về cái phần đó là xác định cánh cửa. Xác định cánh cửa nha. Cánh cửa ở đây nói đó là cái cơ hội Chúa ban cho khi chúng ta ở giữa nhiều điều bất khả thi. Cánh cửa đó là cơ hội. Cánh cửa là cơ hội. Thứ hai, cánh cửa là cơ hội để thoát ra hoặc đạt được điều gì đó vì Chúa. Cái thứ nhất á, là cái cánh cửa được mở ra để giữa nhiều cái điều bất khả thi, có nghĩa là có những điều bất khả thi chúng ta mình làm không được, nhiều cánh cửa lại mở ra. Cánh cửa thứ hai đó là để giúp chúng ta thoát ra khỏi những cái điều gì nó đang bao vây mình, làm cho mình bị bế tắc. Thứ ba, cánh cửa mở là lối đi cho những cái hoàn cảnh tưởng chừng không thể vượt qua được. Có nghĩa là chúng ta đang đi, tự nhiên mình gặp những cái
gập ghềnh hay là những hòn núi ngăn trở hoặc là cái cây nó chặn ngang đường đi, thì chúng ta đang đi gặp những cái trở ngại như vậy đó mà mình bị bế tắc, mình không có cách nào để mình vượt qua được, thì cánh cửa đó sẽ giúp chúng ta vượt qua được những cái trở ngại đó. Thứ tư, cánh cửa là một cái bước đột phá về thời gian để cho chúng ta chọn lựa cần thiết, chọn lựa cái cần thiết, có nghĩa là cái cánh cửa cũng là một cái cách mà Chúa giúp chúng ta vượt qua cái trở ngại, vượt qua cái thời gian. Thay vì chúng ta sẽ làm những cái việc mà nó mất nhiều thời gian lắm, thấy không? Nhưng mà khi cơ hội đến, Chúa giúp chúng ta đó là sẽ không có mất thời gian nhiều, không mất thời gian nhiều. Cánh cửa anh em chẳng phải nhận ra đó nha, là cánh cửa nó có thể đó là cánh cửa mà Chúa chỉ mở mới có mở hí hí thôi. Cái người mà có sự nhạy bén đó nha, khi cái cánh cửa giờ vừa mở ra hí hí thôi thì họ sẽ chụp lấy cơ hội và họ đi ra liền. Còn có những người á thì họ rất là rụt rè, họ không dám, họ sợ lắm. Đã bị bế tắc rồi mà khi cánh cửa mở ra thì họ lại càng sợ hãi nữa, họ không dám làm chứ, thì chính họ lại 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 bị tuột lại phía sau, thấy không? Cánh cửa có thể có lúc nó mở rất là rộng cho chúng ta, nhưng có thể cánh cửa nó mở cho chúng ta chỉ là rất là mập mờ hay là hí hí thôi, chứ nó không, chỉ là cánh cửa mở nhẹ thôi. Nhưng mà tôi và anh chị em cần phải nhận ra để chúng ta có thể hoàn thành cái điều mà Chúa giao phó chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về có ba cái cách mà để chúng ta nhận diện ra cái cánh cửa này. Thứ nhất á, là đầu tiên là chúng ta nhận ra cơ hội đến giữa những cái lựa chọn bất khả thi. Cách đầu tiên là nhận ra cái cơ hội đến giữa những cái lựa chọn bất khả thi. Trong cái thế giới tự nhiên á, cánh cửa đã đóng lại rồi thì không thể đi qua được. Cái ngụ ý ở đây là gì? Có những cái hoàn cảnh bất khả thi không thể xuyên thủng được xung quanh, chỉ có một cái cánh cửa là đi qua cái cửa chính mà thôi. Giống như là chúng ta đây, hồi trước đây chứ mình có không biết anh em có đi xem phim không, có đi xem phim ở vùng nông thôn của họ, có chiếu những cái rạp phim này, và họ bao quay toàn là cái khung, bao quay toàn bức tường, không có gì, cái ba cái tấm vải hoặc là ba cái tôn đó, là chỉ đi vào chỉ một cái cửa chính thôi. Nhưng mà cái người khi mà ở trong gặp nó đầy rồi thì họ muốn tiệm cận nữa, và ở ngoài có một số người chen chen muốn đi vô thì họ không thể nào đi làm con đường khác, chân phải hơi đứng ở chờ. Thì khi mà có cái cánh cửa mà cái nó hơi lú lú rồi chút xíu, hơi hở hở chút, họ chen vô liền. Đó là cái người, đó là cái người này nắm bắt cơ hội, là khi mà họ đối diện bất cái khả thi, bất khả năng không còn được gì đó thì họ sẽ đi đi qua, họ chờ cơ hội đi qua. Nhưng mà chúng ta thấy, nhìn thấy điều gì không? Khi cái người mà chờ cơ hội là cái người đó không bỏ cuộc, có nghĩa là để cho cái người đó mà có thể tận dụng được cơ hội này, đó là cái người đó không có chịu bỏ cuộc. Khi mình đối diện thử thách khó khăn nào đó, mình đang bị bế tắc một điều, nhưng mà trong tâm trí mình, đang trong tinh thần của mình là không có bỏ cuộc, chờ cơ hội, chờ, và khi nó đến là mình chụp lấy liền chứ mình không có bỏ qua. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 từ câu 8 đến câu số 9, Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 từ câu 8 đến câu số 9, tôi sẽ lưu lại ở Ê-phê-sô, và ông nói rằng vì có một cái cánh cửa rộng lớn để mà hứa hẹn đã mở ra trong công tác truyền giáo á. Sứ đồ Phaolô đã quyết định ở lại Ê-phê-sô vì cơ hội hầu việc Chúa ở đó được mở ra. Xung quanh ông kẻ thù bao vây và cánh cửa giảng phúc âm cũng bị đóng chặt. Khi hoàn cảnh bất khả thi xung quanh tấn công, nhưng có một cái khe hở được mở ra thì thường đó là Chúa mở ra cho chúng ta. Anh chị em biết rằng không phải giảng phúc âm lúc nào nó cũng 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 có thể là được tự do giảng đâu. Có những vùng đất mình không nói gì được chứ, giảng không có nghe chứ. Còn có những cái vùng đất á, mình giảng mình nói á, thì nó rất là dễ. Nhưng mà tôi và anh chị em cần phải nhận ra cái cánh cửa mà Chúa đã mở ra thì chúng ta hãy tận dụng liền. Chúng ta đừng có, anh em đừng bao giờ là bỏ qua cái cơ hội này. Tôi nhớ có lần anh chị em tôi cũng đã bỏ qua một vài cơ hội. Ở trong cái vùng đất tôi sống trước đây có một cái bà này bán bánh canh.
Và tôi thường ăn bánh canh sáng sớm của cái cô đó lắm. Một ngày nọ bắt đầu tôi cũng có cái ngỏ ý là mình muốn nói về Chúa Giêsu cho cái cô đó nghe, nhưng mà mình sắp sửa mình muốn nói thì cổ lại múc bánh canh bán cho người khác rất là nhiều người, rồi mình thấy nó bận, cổ bận rộn quá thôi mình không nói. Cái sau đó thời gian tôi về nhà tôi cầu nguyện, tự nhiên cho tôi một cái giấc mơ, đó là tôi thấy cái người đàn bà này lại là cái người tin Chúa, nhưng mà có rất nhiều người đi sau cái bà đó, tôi thấy vậy đó. Nhưng mà Chúa đã thôi thúc tôi là phải mọi cách để làm chứng cho bà này. Nhưng mà mình cứ cứ ăn bánh canh xong mình muốn nói tự nhiên cái gì nó nghẹn lại cái gì không nói. Rồi anh em biết điều gì xảy ra không? Sau này tôi nghe tin đó là cô này cổ bán bánh canh á, cổ chợt chân cổ té vô cái nồi bánh canh và cổ phỏng hết toàn thân luôn. Thì cổ phỏng hết toàn thân như vậy là cổ phải mất thời gian rất là xa, rất là dài để cổ điều trị. Rồi sau này thì mình giống như mình cho qua, mình không có tận dụng cái cơ hội đó nữa. Đây là cái điều gì không? Đây là cái sự bày tỏ của Chúa. Đây là cái sự bày tỏ của Chúa cho tôi, để Chúa muốn cho tôi nhận biết rằng cái cánh cửa tin lành á, cánh cửa nó đang mở ra và tôi hãy tận dụng cơ hội để tôi nói. Nhưng mà tôi không nói, tại vì sao? Sắp sửa tai nạn có thể xảy ra cho người đó, thấy không? Hay có một điều gì đó đang xảy ra cho người đó, Chúa muốn mình nói trước. Nhưng mà mình không nói cái mình cho qua. Ừ. Bởi vì khi anh em nhận được cái sự bày tỏ nào đó của Chúa trong mình hay là trong người nào đó, có nghĩa là gì? Cái người đó là cái người đặc biệt ấy. Và Chúa muốn tôi anh em hãy nói đi, hãy bày tỏ cái điều đó. Nhưng mà chúng ta hãy cầu nguyện Chúa dẫn dắt á, để mà nói đúng thời điểm á, thì nó sẽ tốt hơn. À, hãy tận dụng cơ hội. Cách thứ hai mà chúng ta nhận thức được cái cơ hội là gì không? Là cánh cửa này nó không có phải là cánh cửa nó duy trì mãi mãi. Chúng ta nên biết rằng nó không phải lúc nào cũng mở. Nếu là cánh cửa cơ hội rồi, nó không phải là cánh cửa cơ hội nó mở hoài để anh em có thể lúc nào cũng ra gặp, lúc nào cũng ra gặp, không phải gì đâu. Không có. Tôi nhớ một cái câu chuyện này lên trước đây á, tôi một số anh em á, ở miền Tây lên thành phố, lúc đó còn mới lên thành phố mình đâu có biết ăn buffet là gì đâu. Cái có một cái tài tớ của Chúa đó, họ mời đi ra nhà hàng ăn buffet. Lần đầu tiên ăn buffet nó ngon quá, hấp dẫn quá. Thấy anh em trong mọi thắng mình lên á, rất là thích ăn buffet, ăn được món này món kia, ăn được hai ba món. Bắt đầu anh em thấy cái món mà gọi là cái món cơm á, mà gọi là thấy cái người ăn cơm, người ăn xôi. Tôi nhìn thấy sao mấy anh ăn xôi đầy dĩa rồi sao ăn cái món kia. Em nói thôi giờ tôi thấy cái món này là mình quen rồi, mình là món này mình thấy mình ngon nè, tại vì mình dễ ăn, tại nhà mình ăn thường. Rồi tôi nói sẽ còn còn đồ biển này sao đâu kia đó, thôi cái món này ăn cũng được một xưa, còn nếu mà mình còn sức mình ăn tiếp. Cái lúc ăn xong rồi á, cái đầu mấy anh em nói còn quá nhiều ăn thì sao, anh ăn no rồi anh xuống rồi. Thôi để chờ ngày mai đi mình ăn, chờ ngày mai ăn tiếp. Thế là về nhà cái tối lại cái mấy anh em nói thôi ngày mai mình sẽ cố gắng mình đừng ăn cái món xôi hoặc là món cơm nha, mình để dành mình ăn cái món đó sau, mình hãy ăn mấy cái đồ biển, ăn cái món kia. Cái sáng lại bữa sau nguyên ngày sau chờ hoài sao không thấy, tại buffet người ta đãi con lần thôi đâu đãi hoài đâu, đúng không? Cơ hội cánh cửa mở con lần đâu phải mở hoài đâu. Thế là không còn cơ hội nữa. Đây là cái lĩnh vực trong vấn đề thuộc linh cũng vậy anh chị em, có những cái cánh cửa mà Chúa mở cho chúng ta có cơ hội để phục vụ Chúa hay làm một điều gì đó là chỉ Chúa mở một lần, ít nhất một lần hoặc hai ba lần thôi, chứ không phải là nó suốt đâu anh chị em. Bây giờ anh chị em phải cẩn thận nha, chúng ta đừng nghĩ rằng là nó sẽ liên tục đâu. Hãy tận dụng cơ hội, nó không phải là ở trong một cái trạng thái vĩnh viễn, có khi nó lại mở, có khi nó lại đóng, rồi có khi nó là hở hở, rồi có khi nó lại mở rộng ra. Chính chỗ đó chúng ta cần phải có sự nhạy bén trong vấn đề này. Chúng ta thấy mặc dù Phaolô ông có cơ hội phục vụ Chúa ở tại Ephesus, nhưng cơ hội này sẽ không kéo dài lâu. Ngày nay chúng ta có rất ít cái cơ hội để hầu việc Chúa ở tại Ephesus, đặc biệt là ở tại vùng châu Âu đó, tại vì cánh cửa đã bị đóng lại. Chúng ta thấy rất nhiều người, đặc biệt là giáo sĩ, hoặc nhiều con cái Chúa trong thời gian qua khi Mỹ chiếm đóng ở tại Afghanistan, Iraq và Pakistan, thì có rất nhiều cái cánh cửa được mở ra để dành cho cơ đốc giáo phát triển. Cơ đốc giáo phát triển đặc biệt là Thiên Chúa giáo hoặc là Tin Lành. Thì cũng rất nhiều người đã hy sinh tại đây.
để mà rao giảng tin lành cho những anh chị em là người Hồi giáo. Thì khi cái cánh cửa này mở ra, chúng ta thấy rằng có nhiều tổ chức họ cũng hy sinh, cũng tạo điều kiện, người dạy tiếng Anh, người làm công tác từ thiện xã hội, rồi họ thu nhận những cái người dân tại đó vào trong quân đội, rồi họ vừa chia sẻ lời Chúa trong quân đội luôn. Nhưng mà chúng ta thấy trong mấy ngày qua thì cánh cửa đó bị đóng lại rồi. Có nghĩa là cánh cửa rao giảng tin lành tại Afghanistan đã đóng lại, dịch đóng lại đó, là không còn cái cơ hội để mở ra để mà rao giảng nữa. Bây giờ là khi cái người lính Taliban bước vào thì họ săn lùng ngay vấn đề những người theo cái tin lành với Thiên Chúa giáo, đặc biệt là hai tin lành của Thiên Chúa giáo thôi. Còn Phật giáo thì dĩ nhiên chúng ta thấy rằng họ đã xử rồi, nhưng mà họ không có cho tồn tại bất cứ một cái tôn giáo nào khác, chỉ có tôn giáo của họ thôi. Cánh cửa đã đóng lại. Bởi vì khi chúng ta mà tận dụng được cơ hội, Chúa cho chúng ta có cơ hội rồi thì chúng ta hãy chụp lấy cơ hội. Đối với Afghanistan được 20 năm là cơ hội, rồi bây giờ đã đóng ra rồi. Nhưng đối với chúng ta đó, có thể nó không phải là 20 năm. Cái cơ hội có thể đến với chúng ta, nó không mang tính chất là vĩnh viễn suốt đời, không phải là hết đời chúng ta rồi tới đời con chúng ta đâu. Nhưng mà chúng ta hãy tận dụng một cơ hội nếu Chúa cho phép. Rồi, cách thứ ba để nhận ra Chúa là đấng kiến tạo cơ hội, và cơ hội không đến nhờ những cái nỗ lực của chúng ta đâu. Anh em biết cơ hội là do Chúa làm, anh chị em. Chúa mở cho anh em, là không phải do là cái nỗ lực của mình, không phải là do chúng ta can thiệp cái gì đâu, là do Chúa mở ra đấy. Trong lĩnh vực tự nhiên, chúng ta không phải là người làm ra cánh cửa. Anh em biết rằng là trong lĩnh vực tự nhiên, trong cái cánh cửa này á, là không phải là do chúng ta tự làm đâu. Mọi người chỉ cần đi qua cái cánh cửa đã được mở. Cánh cửa mở ra không phải nhờ bạn, nhờ chúng ta, nhưng chỉ đơn thuần là chúng ta là người đi ngang qua cánh cửa đó thôi. Chúng ta chỉ là người đi ngang qua, thấy nó hở rồi đi ngang qua thôi, chứ không phải là chúng ta là người nắm giữ cái chìa khóa cánh cửa, mà không phải là chúng ta là cái người gì là người đóng hay là cái người mở cánh cửa đâu, mà chỉ có người có Chúa mới có thể đóng mở thôi. Anh em phải nhớ điều đó nghe, chứ không phải là cánh cửa, là có một số người nói rằng cánh cửa tự mình tạo ra chứ gì, tại vì họ làm theo công tác xã hội, họ làm công việc làm ăn kinh doanh ở ngoài thì họ nói cánh cửa là tự họ tạo. Nhưng mà thật sự cánh cửa là một cái cơ hội mà Chúa đã dành chúng ta, giúp lúc chúng ta gặp cái thử thách bế tắc, hay là gặp những cái trở ngại, hoặc là có nhiều điều khác nữa. Công vụ các sứ đồ đoạn 14 á, câu số 27 chứ nói: khi đến nơi, Phaolô và Barnaba triệu tập hội thánh, thuật lại mọi việc mà Đức Chúa Trời đã làm qua họ, và việc Ngài đã mở cửa đức tin cho các dân ngoại. Chúng ta khi Phaolô và Barnaba báo cáo về cái chuyến truyền giáo đầu tiên của họ, mọi người đều vui mừng về những cái việc mà Đức Chúa Trời đã làm. Họ đã đi đến một cái kết luận: Chúa đã mở một cái cánh cửa cho dân ngoại. Họ biết rằng chỉ có Chúa mới có thể làm được đó điều đó. Đó chính là nhận diện cánh cửa. Hãy nhận biết rằng chỉ có Chúa mới có thể tạo ra cơ hội cho chúng ta mà thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về cách mà to bọn anh chị em có thể tiếp cận được cái cánh cửa này nha. Cái điều đầu tiên đó là gì? Đó là cái cánh cửa Chúa mở cho phục vụ. Cánh cửa phục vụ, có nhiều cái cánh cửa quan trọng mà chúng ta phải nhận diện được và đi qua nó. Chúa thường sử dụng những cánh cửa để hướng dẫn cái con cái của Ngài. Ở trong Cô Tô thứ nhất đoạn 16 từ câu 8 câu 9: nhưng tôi sẽ lưu lại Ê-phê-sô cho đến lễ ngũ tuần, vì một cánh cửa rộng lớn và hứa hẹn đã mở ra cho tôi, dù ở đó vẫn còn nhiều sự chống đối. Có nghĩa là cái cánh cửa về rao giảng phúc âm á, nó bị chống đối, nhưng mà cánh cửa phục vụ á, thì lại còn. Có nghĩa là, ví dụ Afghanistan đi, bây giờ á, là cánh cửa về đứng giữa đường để rao giảng phúc âm á, là không còn. Nhưng mà có thể những người tin Chúa họ ở lại, hoặc là họ phục vụ cho cộng đồng, cho công tác xã hội, thế thể là được. Có nghĩa là chúng ta cần phải nhận qua cái cánh cửa phục vụ, thấy không? Cánh cửa phục vụ để mà chúng ta nhờ đó tiếp cận và rao giảng phúc âm.
cánh cửa phục vụ hầu việc là cơ hội làm việc cho Đức Chúa Trời, cánh cửa phục vụ là cơ hội phục vụ Chúa. Không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội làm chứng. Nhiều người tin Chúa Giêsu, đến một lúc nào đó chúng ta không còn nhiều cơ hội nữa. Nhiều khi sau khi thí dụ như là chúng ta đó, đặc biệt là các chị em phụ nữ á, hoặc là các bạn trẻ thanh niên này, lúc mà chưa có gia đình đó, thì cái cơ hội để chúng ta phục vụ Chúa rất là nhiều. Nhưng mà khi có gia đình rồi đó, thì cái cơ hội phục vụ Chúa đó nó cũng sẽ giảm lại. Mà nếu chúng ta hai vợ chồng á, mà có sự kêu gọi cùng hầu việc Chúa luôn đó, thì nó lại nhân nhân bội lên, nó là cơ hội phục vụ Chúa tốt hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta có vợ và có chồng rồi đó, mà cái người phụ nữ lại tới cái lúc mà mang bầu và sanh con nữa, thì cái cơ hội để phục vụ Chúa nó cũng bị hạn chế. Như vậy chúng ta hãy nắm lấy cơ hội nhanh chóng, thật là nhanh chóng. Chúng ta đừng có chờ đợi, không đừng có chờ đợi. Trong cái lĩnh vực cánh cửa phục vụ đó, là chúng ta sẽ trân trọng những cái cơ hội mà mình đang có để mình phục vụ. Ví dụ bây giờ, ví dụ chúng ta những ngày vừa qua đi, trong thời gian giãn cách là anh em á, đâu có cơ hội để phục vụ tiếp cận được cái người nhiều người đâu, phải không? Trước đây á là chúng ta chưa bị giãn cách, chúng ta còn đi đến chỗ này chỗ kia, chúng ta để có cơ hội phục vụ cho ai đó. Nhưng bây giờ chúng ta ở nhà đâu có đi được đâu, ai cho mà đi? Đi ra đường á là bị phạt liền. Như vậy chúng ta hãy thấy rằng khi chúng ta có cơ hội để phục vụ, ví dụ có cơ hội để làm điều thiện, có cơ hội để làm công việc gì cho Chúa đó, thì hãy tận dụng mà làm ngay, đừng có hứa hẹn nay mai. Thì khi chúng ta hứa hẹn nay mai á, thì chúng ta sẽ không có cơ hội nó sẽ qua, hay là cánh cửa để chúng ta phục vụ nó sẽ không phải lúc nào cũng có, không phải lúc nào cũng có, nó sẽ qua rất là nhanh. Và sau này chúng ta mới nhận ra là, ôi hôm trước phải vậy ha, phải vậy tôi làm cái đó, tôi làm cái đó ha, đỡ quá ha, để bây giờ nó qua rồi. À. Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu số 6 là Chúa cũng nói về vấn đề là người phục vụ trong Chúa đó. Cái cửa phục vụ á, điều đầu tiên á là chúng ta cần phải tín hữu á, cần phải được gọi là được thăng cấp lên. Chúa không đưa cái người nào mà thiếu kinh nghiệm vào cái công việc làm những cái chức vụ đâu. Và Chúa khi anh chị em á, bước vào trong những công việc để phục vụ á, thì Chúa bắt đầu đã chuẩn bị cho anh em từ trước từ lâu lắm rồi. Chúng ta đừng nghĩ là Chúa không có chuẩn bị, không có cho anh em dịch. Chúa đã trang bị cho anh em từ khi anh em chưa phải là cơ đốc nhân luôn rồi. Khi anh em chưa phải là cơ đốc nhân á, là anh em đã chọn cho mình một công việc, hay là có những việc gì đó nó chúng ta làm hàng ngày. Thì cái đó, khi chúng ta bước vào công việc Chúa đó, thì Chúa không có thay đổi gì nhiều đâu, cũng những cái công việc nó giống giống như vậy thôi. Và để chúng ta để phục vụ Chúa, đó là cái cánh cửa phục vụ. Mà thường cánh cửa phục vụ tôi nói là gì? Chúa đã chuẩn bị, đã trang bị cho anh em từ trước khi anh em chưa tin Chúa. Hoặc là nếu anh em đã tin Chúa nhưng mà sau đó thì Chúa cho anh em bắt đầu phục vụ Chúa, thì cái công việc anh em phục vụ Chúa này nè, nó lại tương đồng với cái chuyện mà anh em đã từng trang bị. Ví dụ anh em học cái bên cái ngành về truyền thông đi, không? Trước đây anh em làm bên truyền thông ở trên máy móc này kia đó, thấy không? Trên này trên kia. Nhiều khi chúng ta học chúng ta nghĩ chắc sau này chắc không có chuyện gì làm, thấy không? À. Nhưng mà không ngờ khi mình bước đi học vị Chúa là mình lại 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 hội thánh đang cần cái chuyện đó, rồi tự nhiên mình làm được cái chuyện này. Đó đó là cái cơ hội, đó là cánh cửa. Và khi cánh cửa đến rồi đó, thì chúng ta hãy tận dụng cơ hội mà Chúa ban cho chúng ta. Thường những cái người mà Chúa cho họ bước vào trong công tác phục vụ, cánh cửa phục vụ cho họ đó, thì phần lớn đó, những người đó đã trải qua một cái thời gian mà Chúa đã thăng cấp, đã dạy dỗ. Có ba cái điều thế này. Thứ nhất á, là chúng ta đã đi qua cái điều gì, có nghĩa là mình đã học được cái gì trong cái quá khứ khi mình từng trải cái đó là cái gì. Cái thứ hai đó là chúng ta đã được sống sót qua những cái thử thách và hoạn nạn, qua những thử thách và hoạn nạn anh em được sống sót. Và cái thứ ba đó là chúng ta đã chịu đau đớn, chịu nhiều cái sự đau đớn trong cái công việc đó.
Anh em để ý đi, khi mà Chúa chọn chúng ta làm cái điều gì đó thì anh em để ý thường cái ba cái điều này nó xảy ra, sau đó Chúa sẽ giao việc cho anh em thôi ạ. Thứ nhất đó là mình là đã được huấn luyện, đã được học cái điều gì đó, nó đã được trang bị rồi. Thứ hai đó là mình đã đối diện nhiều cái thử thách trong cái vấn đề đó. Và cái thứ ba là mình cũng đã chịu nhiều cái đau đớn, nhiều cái sự đau đớn nữa. Sau này khi mà Chúa giao việc chúng ta đó thì chúng ta rất là chắc là công việc làm chúng ta rất là tốt. Ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 6 tôi nói nãy là gì? Tân tín hữu không được làm giám mục vì có thể do kiêu căng mà rơi vào án phạt dành cho ma quỷ. Chúng ta thấy lý do tại sao mà Chúa bảo Phaolô, và Phaolô bảo Timôthê là cái người mới tin Chúa đó đâu được làm giám mục đâu. Anh muốn làm giám mục ít nhất là cũng khoảng vài năm, phải không? Là anh phải có quá trình làm gì? Là học những cái giáo lý, rồi phải học những cái trang bị, từ từ anh em được lớn lên. Thứ hai là gì? Nếu anh muốn làm giám mục, anh phải trải qua những thời gian thử thách. Thử thách theo Chúa anh là sao? Thử thách đức tin anh là cái gì chứ? Và thứ ba là anh phải chịu đau đớn. Anh phải chịu đau đớn bởi những gì? Bởi người này chỉ trích, bởi người kia xúc phạm, bởi người nọ coi thường mình. Có nhiều người á, mới cái giai đoạn thứ hai là họ rớt rồi, chưa giai đoạn thứ ba nữa. Đừng nói tới giai đoạn thứ ba. Nhưng mà khi chúng ta trải qua được những cái điều này rồi đó, anh em á, sẽ hầu việc Chúa là chắc luôn đó, là cái tinh thần, cái cơ hội phục vụ là tốt luôn đó. Bởi vì Chúa không có chọn mới tin Chúa được tháng thấy ông mục sư kia giảng hay quá, hoặc là thấy ông mục sư đi đâu tập mời ăn đồ ngon không à, đúng không? Còn mình tín đồ đi đâu chả mời mình ăn chứ, đúng không? Rồi thấy đi đâu người ta cũng tôn trọng, có người rước người đưa, người thì đây dạ mục sư, thưa mục sư, còn mình chả ai có ngàn chứ, đúng không? Ăn chồng mục sư ăn rồi tới mời mình ăn, ăn toàn là cái đồ cặn thừa không không à, buồn quá đi. Nhiều khi đó tôi phải làm mục sư cũng được, tôi không chấp nhận cái kiểu mà làm tín đồ kiểu này. Không làm tín đồ làm gì mục sư, phải làm tín đồ trước chứ, mình phải trải qua những cái mối khổ chứ. Thường cái ông làm mục sư không phải là tự nhiên ông tốt nghiệp xong đó anh chị em, mà ông ra ông làm đâu, ông trong nhà thờ không á là còn phải là chịu khổ rồi anh chị em. Đừng nói đừng đừng nói mấy ông tư gia, mấy năm mục sư tư gia là chịu khổ lắm á, tại vì phải lặn học rồi phải đem từ con chiên này mới thành mở lập một cái điểm nhóm rồi sau đó mở thành mục sư. Còn tín đồ là có sẵn rồi, ông học xong tốt nghiệp mà đưa vô ông đó làm cái mục sư rồi, mà ông phải chỉ có cái gì là nhiều lá phiếu là được thôi. Bởi vì á khi anh chị em á muốn trở thành một cái người mà hầu việc phục vụ đó, thì anh em phải trải qua cái điều này, hiểu không? Anh em phải kiểm qua tra lại coi đi mình có cái trải qua cái học hay là trang bị đó chưa. Thứ hai đó là khi mình đối diện những cái thử thách hoạn nạn á, mình có sống sót hay không, hiểu không? Thứ ba là mình có bị đau đớn, bị bầm dập chưa, bị cấp trên cấp dưới giũa, rồi ở trên thì đập thì ở dưới thì nó đè đủ trò chưa. Nếu có thì bảo đảm anh em qua cái đó là anh em sống sót, mà anh em sống sót được rồi chắc chắn anh em sẽ được vào chức vụ đó. Tôi chọn cái người hầu vị Chúa cũng vậy đó, ông chả có bị bầm dập chứ, ông chả có thử thách chân đưa ông chức vụ rồi mai mốt ông làm người ta khổ. Tại cái anh mà anh trải qua những cái hoạn nạn đau khổ anh sẽ cảm thông được cái anh mà mới. Còn nếu không là anh đè mà anh kia anh xử bên kia quay lắm em chịu nổi. Rồi cái cánh cửa phục vụ á, cái cánh thứ nhất á là gì? Đó là phải tốt nghiệp ha, tốt nghiệp để thăng cấp. Rồi thứ hai là phải chứng minh được cái phẩm hạnh cái bản thân để được bước vào cái chức vụ. Đây là phải chứng chứng nhận chứng minh, nó chứng minh được cái phẩm hạnh bản thân để bước vào cái chức vụ. Rồi cái phẩm hạnh bản thân bước vào chức vụ là sao? Thì có bốn cái cấp độ tại đây, bốn cấp độ để hầu vị Chúa nè. Thứ nhất cấp độ một á, đó làm việc. Timôthê thứ nhì đoạn 4 câu số 5, đó làm công việc của nhà truyền giảng tin lành. Làm việc có nghĩa là anh đâu phải siêng năng làm chứ không phải làm biết. Chúa không bao giờ chọn cái anh mà làm biết. Anh giống như cái bản lề, cái lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, rồi lắc biết rồi nó sẽ khô mỡ, khô dầu nó kêu cọt kẹt ai mà chịu nói, đúng không? Chúa phải chọn đầu tiên là anh đó là phải làm việc, có nghĩa là phải siêng năng làm việc. Mà không cần anh phải làm việc gì lớn chứ, anh chỉ làm việc nhỏ thôi.
chúng ta thấy là để ý, anh em để ý thường những cái người mà có kinh nghiệm làm việc đó, họ chọn cái người siêng năng, họ chọn những người siêng năng và những người mà có cái kỹ tính và những người có cái sự sáng tạo, đúng không? Bởi vì xin Chúa ngài cho tôi và anh em á, sẽ phải trung tính những cái việc nhỏ rồi sau đó Chúa mới giao mình việc lớn. Còn cái việc nhỏ mà mình không có siêng năng, không có chịu làm việc thì sao Chúa giao anh em làm việc lớn được? Ngày hôm nay á, có rất nhiều bạn trẻ ngày hôm nay á, là thích làm những chuyện vĩ đại không à? Những chuyện vĩ đại. Mà chúng ta càng thích làm những chuyện vĩ đại nào, nhiều chuyện nào á, thì chúng ta lại sinh ra cái chuyện làm gì không? Đó là lười biếng làm việc nhỏ. Lười biếng làm việc nhỏ thôi. Em trình độ của em làm việc nhỏ không được đâu. Em trình độ của em chỉ làm những việc vĩ đại thôi, chứ còn những việc nhỏ này thôi. Là nếu mà chúng ta không bao giờ, nếu chúng ta không có kinh nghiệm trong cái việc nhỏ thì rất là khó chúng ta có thể làm việc lớn được anh chị em. Trước khi anh em muốn mở một cái doanh nghiệp, mà doanh nghiệp anh em làm giám đốc, anh em làm sale đây, trong một cái doanh nghiệp khoảng chừng 100 người, thì ít nhất trước đây anh em phải là một cái người quản lý 10 người trước. Anh em phải trung tính, anh em phải làm việc được trong cái nhóm 10 người đó. Rồi sau đó khi cái người chủ rồi, hoặc là chúng ta thành công trong 10 người rồi, thì chúng ta sẽ được thăng tiến lên 50 người rồi 80 người mới 100 người chứ, phải không? Thì chọn một cái người đó trở thành mục sư lớn ấy, thì trước nhất đó, cái người đó phải là người trung tín trong cái nhóm gọi là nhóm 5 người. Anh em biết đó, tôi trở thành cái người hầu vị Chúa ngày hôm nay ấy, là tôi phải có hết khoảng 4 năm ấy, trong chăm sóc một hội thánh là chỉ có 10 người thôi. Mà anh em biết trong thời gian đầu 10 người rất liên tục, thời gian rớt còn 8 người, còn 5 người, rồi xuống còn 3 người. Thảm nhất á, là đi ngày chủ nhật nhóm mà còn 3 người. Anh em biết 3 người ai không? Tôi với vợ tôi với thêm người nữa thôi, tại con gái mình nó còn nhỏ quá, lúc đó mình không nói đi. Như sau đó thì mới phục hồi lại, mình cứ chung tính ít người mình vẫn chung tính. Chung tính là sao không? Cho dù 2 3 người mình cũng nhớ nhau nữa, cho dù 2 3 người cũng nhớ, không có bỏ cuộc, không là phải siêng năng làm việc, không anh em phải làm việc chứ không có kiểu mà. Rồi cái thứ hai đó, và cấp độ đến anh em mà làm việc có ăn tứ, cái cửa mà phục vụ nó mở ra đó, là khi anh em mà siêng năng trung tính á, thì dĩ nhiên tôi có một điều đặc biệt là gì không, là nó sẽ trở thành cái gì đó nó quen thuộc, nó sẽ thành cái gì nó quen thuộc. Mà khi nó quen thuộc rồi đó, cái ơn của Chúa lại gia tăng, cái ơn của Chúa lại gia tăng, hay là cái ân tứ của Chúa lại lại cập theo. Roma đoạn 16 2 câu số 6 có nghĩa là Chúa sẽ ban chúng ta có những cái ân tứ khác nhau để hỗ trợ chúng ta trong cái việc mà chúng ta phục vụ, trong cái việc mà chúng ta phục vụ. Rồi cái cấp độ thứ ba, khi mà chúng ta làm việc siêng năng rồi thì cộng cái chức vụ và cộng cái ân tứ mà Chúa do cho anh em nữa, khi chúng ta có ân tứ rồi đó thì bắt đầu Chúa sẽ đặt anh em vào cái chức vụ, Chúa sẽ đặt anh em vào cái chức vụ anh chị em, đặt anh em vào chức vụ. Khi anh em được cái chức vụ rồi đó, bắt đầu anh em làm gì? Làm rạng rỡ danh Chúa, thấy không? Rạng rỡ danh Chúa. Nhưng mà anh em đừng bao giờ nghĩ rằng đó là tôi đi học vì Chúa là được có nhiều người tôn trọng, người này kia nghe nói ăn đồ ngon, người được mọi người là gật đầu khác đất để thưa gửi anh em. Trước khi mà họ được điều đó, họ là đã bị người ta làm cho bầm dập hết trơn, không làm bầm dập chân cho bị mấy con chiên này chiên kia nó hút lên bờ xuống ruộng, bị là bầm hay bị mình mấy là sình bụng không, thậm chí mặt mày nhiều khi con mắt nó đỏ nâu luôn nữa em, chứ không phải giỡn đâu. Bây giờ mà khi họ được như vậy đó thì họ là cái người đã có cái gì, có cánh cửa, họ đã nắm bắt cánh cửa, họ nắm bắt cái cánh cửa, họ nắm bắt cửa đó, thì là Chúa cảm ơn Chúa điều đó. Ở Roma đoạn 11 câu số 12 đó, và khi Chúa giao chúng ta cái chức vụ đó để làm rạng rỡ, làm để làm rạng rỡ danh Chúa, và chính anh em mà danh Chúa mà rạng rỡ nha, anh em cũng được rạng rỡ luôn đó, anh em cũng được rạng rỡ luôn. Ví dụ như là lý do tại sao ngày hôm nay á, có những cái người mục sư á, mà người ta rất là tôn trọng, tôi rất là tôn trọng anh chị em, họ rất là bình thường thôi, nhưng mà họ rất là tôn trọng. Tại vì sao vậy? Tại họ 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 là một con người siêng năng, họ một người chăm chỉ công việc, là một người làm công ở trong vườn nho, họ rất là siêng năng. Cái thứ hai là gì? Họ là một cái người á, là có cái ân tứ của Chúa. Và thứ ba, họ là cái người gì được được Chúa bảo bổ nhiệm vào trong chức vụ, cánh cửa chức vụ là mở ra cho họ.
cánh cửa chức vụ, cánh cửa đó chủ đã mở ra cho họ anh chị. Bởi vì anh em á, như có nhiều anh em mà ngày hôm nay nói vậy, mục sư ơi, em không biết em làm gì nữa. Trời ơi, tin Chúa 5 năm, 3 năm rồi, cứ cầu nguyện hoài đó, mục sư cầu nguyện cho em coi để em biết em làm gì. Sao rồi, không lẽ vợ, không lẽ mai mốt em lấy chồng, em đẻ con, hoặc là mới mốt cho em lấy vợ cái rồi, vậy rồi em được kêu gọi vào cái gì? Để tôi, đây là câu trả lời cho các anh chị luôn nha, để anh em nhận biết mình có làm gì. Trước nhất là anh em phải là người siêng năng phục vụ cho cái việc nhỏ trước đi, làm hoài trung tín á. Và khi chúng ta trung tín điều đó, chúng ta sẽ đối diện cái gì, anh em sẽ đối diện cái gì, hồi nãy mình sẽ nói đó, đã nói rồi đó, khi anh em mà phục vụ Chúa đó thì anh em sẽ đối diện cái gì. Chúng ta phải trải qua gì, anh em đã đi qua được, học qua cái đó chưa? Thứ hai đó là chúng ta có sống sót qua thử thách không, đúng không? Thứ ba là gì, chúng ta có chịu đủ, có chịu chịu, chịu đựng, chịu đau đớn, chịu đủ sức chịu đựng hay không đó. Rồi sau đó anh em sẽ thành công thôi. Có một cái chị này trong hội thánh chúng tôi anh em, chị nói rằng là tôi học cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi, tôi học nhiều lắm, so sánh với anh em là anh em này toàn là con trẻ hết, con đỏ hết. Tôi thấy rồi, trong hội thánh này ai cũng là con đỏ hết. Mà anh em biết gì không, khi mà chỉ chăm sóc anh em, mấy em cứ đến nhà anh em xong rồi ha, là 2-3 ngày chủ nhà họ cầm dao họ đòi chém chị, quăng đồ đạc chỉ ra ngoài được, đuổi chị, cấm chị vô nhà tôi, mà chị đi khoe, chị nói rằng chị học đủ hết trơn rồi. Điều gì xảy ra? Chị có kiến thức, chị học lời Chúa tốt lắm, nhưng mà chị không có làm, mà chị chê người ta không à, chị chỉ trích người ta không à. Chính cái chỗ đó là chị đâu có được chấp nhận đâu, không. Và sau đó tới giờ cũng nhiều năm chị học xong rồi, tôi không biết giao chỉ việc gì đấy, chăm sóc thiếu nhi á, thì chị cũng không làm, không xong, không làm xong. Ví dụ chị dạy đứa nhỏ nào đó, đứa đó mà không nghe lời á, mà chị đấm lỗ tai, chị nhéo, chị kéo nè, mày nghe lời tao không, mày nghe không, kéo kéo lên như này, tao la, nó khóc lên. Đây mai mốt á, một sư kêu cô này dạy con không có học đâu đó nha, nít mà nó còn không chịu nói được chuyện người lớn không đó. Bởi vì khi anh em á mà bước vào trong cái mục vụ học vị Chúa đó, anh em phải cái cánh cửa phục vụ cho anh em á, thì anh em phải hội đủ những cái này, hội đủ những cái điều này nhau. Rồi nếu mà chúng ta hoàn thành cái công việc mà Chúa giao chúng ta ở cái cấp độ đó, là chúng ta được phục vụ, cánh cửa phục vụ được mở ra, anh em sẽ có cái chức vụ rõ ràng rồi, thì không có nghĩa là anh chị em là được tôn trọng lúc đó, tiền đấy về rồi được thăng chức lên ngồi ở trong vị trí đó, không cần làm việc nữa. Không, chức vụ càng cao chừng nào thì cái sự làm việc của chúng ta nó càng nhiều chừng đấy, tinh thần làm việc của anh em càng mạnh mẽ chừng đấy, càng nhiều chừng đấy, chứ không có phải là nó dừng lại nghe anh chị em. Ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu số 10, họ cũng phải được thử thách trước, nếu không có gì đáng trách thì mới được làm chấp sự. Bởi vì nếu anh em muốn học việc Chúa điều gì đó thì anh em phải chịu sự thử thách. Anh em đừng có nghĩ là cái ông mục sư tối ngày ông đè tôi thử thách tôi hoài, không có đâu. Chúa sẽ cho phép những cái thử thách đến cho chúng ta để gì, để gia tăng cái sức chịu đựng, gia tăng cái sự mềm mại, cái sự nhịn nhục, để rồi Chúa mới có thể làm qua chúng ta được, chúng ta mới trở thành cái công cụ trong tay Chúa được. Ở trong Luca đoạn 16 câu số 10 á, Chúa có nói về vấn đề á, là ai trung tín trong việc nhỏ. Cái vấn đề trung tín là chúng ta làm việc thường xuyên đó anh chị em, chúng ta làm một cái việc đó là làm thường xuyên qua, làm thường xuyên. Khi chúng ta trung tín việc nhỏ thì Chúa sẽ giao chúng ta những cái việc lớn hơn, hiểu không? Như vậy thì anh em á, hãy phải hỏi chính mình coi, những ngày vừa qua khi có thử thách nào đến chúng ta có chịu đựng nổi không? Hãy hỏi chính mình đây, con chịu thử thách nổi, thử thách là gì không? Khi chúng ta làm đó, người ta chê, người chê cũng có, người khen cũng có, rồi người ta la chúng ta cái này, ta la. Khi anh em đối diện điều đó là gì không? Là chúng muốn lấy cái sĩ diện, lấy cái sĩ diện, lấy cái tự ái ra khỏi chúng ta thôi. Cái chúng ta thường hay để cái sĩ diện và tự ái chúng ta cao quá, lớn quá, chính do đó chúng ta rất là khó mà làm công tác phục vụ được. Chúng ta là người làm công tác phục vụ á, thì chúng ta phải là cái người gì, là từ tâm lòng của mình, là tinh thần là phục vụ, chứ không phải là tinh thần là làm ông chủ. Rồi đúng ra là phục vụ là làm đầy tớ, làm nhau, làm tớ anh em á, phải không? Chúng ta không phải là cái người mà được cái cho chức vụ nữa, hiển nhiên mình là người có quyền trên người khác, là muốn ra oai, muốn xử người ta ai cũng xử, không phải vậy. Mà mình là phải chịu thử thách, chịu thử luyện. Có nhiều anh em á, đi học vị Chúa mới gầy, bị gầy la vài ba tiếng rồi cái đầu tự nhiên chạm, bị chạm,
tôi thật anh em á, mà khi Chúa cho anh em bà chạm á, là anh em mà cảm ơn Chúa đi, hiểu không? Chạm đi để chi phải không? Chạm để Chúa lấy cái tạp chất ra, chạm để làm gì? Để đó cái con người, cái bản chất con người chúng ta nó sẽ xuất hiện cái cá tính của mình ra. Khi xuất hiện cái tính mình ra nữa, anh em mới biết mình đang yếu cái gì, mình đang cần cái gì. Thì lúc này mình mới nhận ra mình, ồ con còn thiếu sót quá. Con tưởng con đã thành công, con tưởng là con cái này con kia có đủ rồi. Nhưng mà khi mình đối diện thử thách, mình mới nhận ra, mình mới ngộ ra là ồ con không là gì cả. Lúc này anh em mới học cái sự khiêm nhường. Ở anh em phục vụ Chúa bằng cái sự khiêm nhường, chứ không phải là bằng cái kiến thức hoặc là bằng cái gì đó của đời này đâu, mà bằng cái sự khiêm nhường. Hầu việc Chúa phải có sự khiêm nhường. Như anh em có hiểu hội đủ điều đó rồi, không bao giờ Chúa để cho anh em ở không vậy, không có người nào ở không vậy. Đó đó là cánh cửa liên quan về cái sự phục vụ, nghe không? Như vậy thì phục vụ chỉ có hai từ quan trọng thôi, đó là khi mà Chúa làm cho anh em trở thành những người có tinh thần phục vụ rồi đó, thấy không? Thì anh em bắt đầu sẽ có cái linh khiêm nhường, và anh em sẽ phục vụ với cái tấm lòng là đơn sơ, tận tình, tận tâm. Nhưng có một số người anh em lại dùng cái sự khiêm nhường giả tạo để lấy lòng người khác. Nó có cái dạng đó nghe, cũng trước mặt mọi người cũng giả bộ khiêm nhường lắm, giả bộ phục vụ lắm đó, mà khi á, mà được đặt ở chức vụ cao cao chút xíu là đè đầu cởi cổ người ta, tình làm cho ta chịu không nổi luôn. Cái đó là không phải nghe, khiêm nhường là khiêm nhường đến điều á, và là khiêm nhường luôn á, tinh thần phục vụ và khiêm nhường luôn á. Chúng ta thấy hình ảnh Chúa Giêsu mang tinh thần phục vụ khiêm nhường không, là như vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta đã nói về cái tinh thần, đó là cái cánh cửa phục vụ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái tiếp, đó là cánh cửa lời nói. Cánh cửa lời nói, cánh cửa lời nói. Côlôse đoạn 4 câu số 3: Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Ngài, công bố sự mầu nhiệm của Đức Đấng Christ. Nè, tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta đến những cái vùng đất, đến cái chỗ đó mà người ta không thể nào tiếp nhận cái lời nói chúng ta, thì chúng ta phải phục vụ thôi, phục vụ cho cộng đồng đó, phục vụ cho cái vùng đất đó, hoặc là phục vụ cho cái hội thánh đó. Người ta thấy anh em siêng năng, anh em hầu vị Chúa với cái tấm lòng chân thật, với cái sự đơn sơ, trung tính, thì người ta mới đặt anh em ở chức vụ cao. Anh em có chức vụ cao thì anh em mới nói người ta nghe chứ, phải không? Chứ không thể nào mà tự nhiên đó. Có một lần anh chị em có ông mục sư này, ông đến cái nhà thờ của tôi, bữa đó tôi đang chia sẻ tôi ở nhà, cái ông nói rằng là chào ông sư trọng, tôi sư đó đó, tôi trình hội thánh đó đó, đến thăm hội thánh ở đây. Rồi xong tôi nói dạ cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư rồi. Cái tuần sau ông đến nữa, ông đến nữa, cái tôi không nói gì hết nghe. Thì tôi thấy ông này ông kỳ lắm, mà tôi thấy ông, tôi không giới thiệu nữa. Cái ông ngồi, ông vô ngồi nhóm, ông nhóm xong cái tuần sau ông cũng đến nữa. Tôi thấy ông này cảm ơn Chúa, mình không có chào từng rồi, nhưng mà từng này ông cũng đến hen, rồi cũng cảm ơn Chúa mày. Cái lúc mà làm chứng á anh chị em, lúc mà làm chứng anh em hội thánh lúc làm chứng á, ông đứng lên, ông nói rằng là xin chào mục sư, xin chào anh em trong hội thánh. Tôi đến đây từng đầu á thì mục sư có nói, nhưng mà hai tuần rồi mục sư không nói gì tôi chứ. Ý ông nói rằng là tại sao mà tôi không giới thiệu ông này kia đó. Anh em ơi, chúng ta mình biết một điều á, là hầu vị Chúa đó là nó rất là quan trọng, đúng, mình phải có tinh thần. Nhưng mà thật sự cái vị này lý do tại sao tôi không có giới thiệu trong hội thánh mà nói hoài ông không, tại vì cái vị này là mục sư thôi, nhưng mà ông bỏ vợ của ông và ông đi lấy người đàn bà khác, rồi ông á, qua ở cái lại ông sống, ông thuê cái nhà trọ ông sống với người khác, và trong khi đó vợ ông vẫn còn ở nhà. Mà mục sư kêu gì vậy? Rồi ông đi đâu ông nói toàn là mục sư không à. Rồi ông đi, đặc biệt là ông đi lừa những người đàn bà giác, rồi ông đến hội thánh ông mượn tiền, ông chỗ nào ông đã có hội thánh là ông đến hỏi thăm kia, ông nói rằng là tôi cũng khó khăn quá, hội thánh mình ở đây có giúp đỡ người học vị Chúa hay không. Ông lợi dụng cái từ học vị Chúa để giúp đỡ chồng, mà không ngờ giúp đỡ ông làm gì không, giúp đỡ chồng mà ông nuôi vợ bé không, anh em nghĩ chấp nhận không? Lúc đầu tôi từng đầu tiên á tôi không biết ông là ai, nhưng đó tôi còn giới thiệu. Sau này tôi mới điều tra đâu mấy ngày tôi điều tra ra thì thôi không không còn nói nữa nữa rồi, thôi tôi luôn, rồi xong tôi không giới thiệu. Cánh cửa lời nói đó là cái cơ hội để chúng ta giảng dạy đó anh chị, đó là chúng ta được chia sẻ lời Chúa, được công bố phúc âm. Anh em biết rằng cái người mà đi hầu vị Chúa đó, cái người đi hầu vị Chúa đó là cái lời nói của họ hay cái
cánh cửa môi miệng á, là cái quan trọng nhất. Để chúng ta hầu việc Chúa đó, mà công bố phúc âm á, để có quyền năng mà có thể bày tỏ cho nhiều người biết á, là trước đó là chúng ta đã có một đời sống phục vụ tốt, có đức hạnh tốt, có tiếng tốt, rồi sau này chúng ta nói á, cái lời nói cũng phải ảnh hưởng đến cái công việc làm, thấy không? Đi đôi với làm. Bây giờ Paulo dạy Timothy, con hãy lấy lời nói nết lạc của con làm gương tốt cho cả bầy. Bởi vì khi anh em mà được Chúa cho cái cơ hội, đó là được nói ra hay được rao giảng phúc âm một cách công khai, được người ta mời để giảng cách công khai ở trong cái hội thánh hoặc là cho một cái nơi nào đó, thì có nghĩa là gì không? Có nghĩa là cái người ở chỗ đó đó, họ đã nhìn thấy được cái tiếng tốt của anh chị em, họ nhìn thấy anh em có một cái ơn nào đó, có một cái điều gì đó rất là đặc biệt và có thể thay đổi, có thể giúp ích được cho nhiều người. Nhân đó thì anh em mới được có cơ hội nói. Mà khi chúng ta được có cơ hội nói là hãy trân quý và hãy tôn trọng những cái người nghe, hãy tôn trọng, trân trọng những cái người nghe và hãy hãy truyền đạt những cái gì mà Chúa đã bày tỏ cho mình. Rồi cái kế tiếp, khi chúng ta có cơ hội để nói rồi, thì anh chị em cũng phải trân trọng cái điều đó nha. Bởi vì chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa ngày sức dầu trên lời nói của chúng ta, để chúng ta được ơn trước mặt Chúa để công bố phúc âm, để chia sẻ phúc âm cho nhiều người. Anh em biết không phải cái hội thánh nào mà anh em đến chúng ta cũng được có cơ hội để nói đâu. Không phải cái vùng đất nào chúng ta đến chúng ta cũng được có cơ hội đứng ở ngoài đường hoặc là rao giảng phúc âm cho mọi người được đâu. Không phải lúc nào cũng có đâu. Do đó thì khi cơ hội đến và Chúa cho chúng ta có cơ hội rồi thì hãy tận dụng cái cơ hội mà Chúa ban cho. Rồi, thứ ba, cái cánh cửa thứ ba đó là cánh cửa đức tin. Cánh cửa đức tin. Công vụ các sứ đồ đoạn 14 câu số 27. Khi đến nơi, Phaolô và Barnabas triệu tập hội thánh thuật lại việc mà Đức Chúa Trời đã làm qua họ và việc Ngài đã mở cửa đức tin cho dân ngoại. Mở cửa đức tin cho dân ngoại. Anh em, mà cánh cửa đức tin là một cánh cửa trong những cánh cửa này cũng rất quan trọng nha. Và khi mà Chúa đã mở chúng ta rồi thì nó rất là quan trọng. Cánh cửa đức tin nó là cơ hội cứu rỗi dành cho mọi người. Khi chúng ta tạo lập cái mối quan hệ với mọi người, bạn phải nhận thức được liệu cánh cửa đức tin có được mở ra hay chưa. Ví dụ như là ở cánh cửa châu Âu hoặc là cánh cửa ở cái vùng Trung Đông á, thật sự không phải lúc nào mà chúng ta cũng có thể nói cho họ nghe được anh chị em. Không phải lúc nào chúng ta nói họ nghe được đâu. Mà phần lớn á, có những vùng đất, có cái nơi á, mà chúng ta công bố phúc âm được dễ á, là trước đó là chúng ta là người âm thầm phục vụ cho cái cộng đồng đó. Chúng ta có thể làm công việc lành, có thể là mở cái lớp dạy tiếng Anh hay là một công tác từ thiện cho cái cộng đồng đó mà chúng ta làm âm thầm mà ta không biết, hiểu không? Rồi sau này thì khi chúng ta có cơ hội chúng ta nói ra thì cánh cửa đó đã mở ra rồi. Cánh cửa này được mở ra là có thể là gì không? Đó là có phép lạ đã xảy ra. Ví dụ như có cái xóm đó, cái vùng đó có người ta được chữa bệnh, người ta hết bệnh đi. Khi ta hết bệnh vượt qua cái sự cầu nguyện chúng ta, người ta đồn ra. Khi ta đồn ra như vậy là sẽ có nhiều người thấy, sẽ có nhiều người thấy. Và khi có nhiều người thấy như vậy đó thì họ sẽ đến với chúng ta để chúng ta cầu nguyện cho họ. Tại vùng đất là vùng đất, người ta nói là vùng đất là vùng đất đỏ đó, nghĩa là nhiều người làm việc cách mạng lắm, bởi vì khó mà nói về lời Chúa lắm. Người dân đó là họ lúc nào họ hãnh diện là mình người có công với người đất nước, có công này có công cái kia đó. Nhân đó thì họ không có nghe lời cái tôn giáo nào chắc. Thì ở xóm đó có một cái cô này á, là cô bị bệnh, cô bị mất ngủ. Rồi sau đó cái con dâu của cổ á, nó nghe về Chúa, rồi sau đó nó tin Chúa xong nó dắt tôi về trên nhà của mẹ mẹ chồng của nó. Sau đó thì làm chứng cho mẹ chồng nó tin Chúa. Khi mẹ chồng tin Chúa, mẹ nó hết bệnh, Chúa giải cứu xong rồi đầu á, là Chúa cho gia đình nó được cứu luôn. Rồi gia đình được cứu xong rồi đó là Chúa chữa lành, đuổi những tà linh rồi ác linh rồi hết bệnh tật xong rồi đó. Thì cái gia đình kế bên đó họ mới tò mò, họ nói sao mà mình gia đình này sao mà hết bệnh hay vậy. Thì trong khi đó nhà kế bên họ cũng bị bệnh nữa đó. Rồi sau đó thì mình vô mình sẽ cầu nguyện cho người kế bên. Cái người kế bên hết bệnh xong cái họ đồn cái xóm dưới được mấy nhà nữa, rồi nguyên cái vùng đó đầu mở được cái điểm nhóm. Mà lúc đầu anh em bị khó khăn lắm, bị ngăn trở đủ điều chân.
Nhưng mà tiêu đề gì anh biết không? Đó là cánh cửa đức tin á, cánh cửa quyền năng được mở ra và mình có cơ hội để mình đến để phép lạ nó xảy ra liên tục. Mà thường phép lạ xảy ra trong một thời điểm nào đó thôi, chứ không phải lúc nào nó cũng phép lạ đâu. Sau đó thì mình phải xây dựng lời Chúa đức tin trên họ để cho họ có thể được lớn lên, được mạnh mẽ trong Chúa. Rồi bây giờ chúng ta đã nói về có ba cái cánh cửa mà thường á, thường nó sẽ đến với chúng ta. Dĩ nhiên có nhiều cái cánh cửa, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ nói về ba cánh cửa thôi. Thứ nhất là cánh cửa phục vụ, cánh cửa phục vụ. Thứ hai đó là cánh cửa để nói hay để công bố phúc âm. Và cánh cửa thứ ba là cánh cửa đức tin, đó là cánh cửa để quyền năng được bày tỏ ra. À, cánh cửa đức tin đó, đó là để người ta tiếp nhận được phúc âm, người ta thờ phượng Chúa. Người hầu vị Chúa đó là hãy tận dụng, hãy nhận ra cánh cửa nào mở ra trong mình. Anh em nhận ra chúng ta đến cái hội thánh nào đó, chúng ta đến cái chỗ nào đó, chúng ta có cơ hội được phục vụ hay không? Rồi chúng ta phục vụ thời gian xong rồi chúng ta có cơ hội để mà nói không? Thấy không? Và thời gian xong đó rồi chúng ta có cơ hội được bày tỏ quyền năng không? Ơn lành của Chúa ra hay không? Thấy không? Đó là cánh cửa của đức tin. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngài cho tôi và anh chị em sẽ nắm bắt được những cái cánh cửa mà mở ra trên đời sống của mình, để anh chị em có thể phục vụ Chúa cách tốt nhất, và chúng ta có thể trở thành cái người nắm bắt được cái cơ hội mà Chúa ban cho đó. Tôi trước đây tôi cũng có một vài lần anh chị em có những cánh cửa nó bị đóng lại đối với cái chức vụ của mình. Nhưng mà sau đó thì mình cứ yên lặng mình chờ đợi thôi. Mà khi cái cơ hội đến thì mình chụp lấy cái cơ hội đó, mình phục vụ Chúa. Khi anh em được trang bị rồi đó, sẵn rồi đó, thì khi mà cái thời cơ đến, cơ hội đó là anh em đừng có gọi là chần chừ, anh em đừng có chần chừ và anh em sẽ đi thôi. Có lần Chúa bày tỏ cho tôi đó là tôi sẽ được đi qua bên 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 Mỹ á, để mà giảng phúc âm. Khi tôi nhận được điều đó từ qua những cái sự bày tỏ của Chúa trước, rồi sau đó đó dĩ nhiên á, trước khi mà tôi được đi qua đó đó anh chị em, là tôi phải hội đủ ba cái điều kiện đó. Trước đây tôi đã từng trải qua những cánh cửa, ví dụ cánh cửa về 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 phục vụ, cánh cửa về lời nói, rồi cánh cửa về những điều đức tin. Rồi khi những cái cánh cửa đó đã đến với mình đang phục vụ trong những cái điều đó rồi, mình đã biết rồi, thì khi bây giờ tới một cái điều này đó là Chúa cho mình gì, vượt qua khỏi cái chỗ mình đang sống để mình phục vụ Chúa những cái nơi mình xa lạ. Khi mình đi qua bên đó đó thì cảm ơn Chúa là Chúa cho mình á, lại có sẵn cái mà Chúa đã trang bị mình ở tại anh tại nhà. Và khi qua bên đó mình phục vụ, mình không có vấn đề mà chần chừ, mình không có gì mình phải 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 gọi là bối rối hay là lo sợ gì chứ nghe. Tại khi anh em trở thành một cái người hầu vị Chúa sau này đó, anh em đã sẵn có cái tinh thần phục vụ nó xuyên suốt rồi, đó là một người đệ tớ khiêm nhường rồi. Sau này khi anh em làm mục sư mà được ơn được nổi tiếng thì không có nghĩa là anh em là ăn trên ngồi trước, không phải là anh em đi đâu người ta cũng được tôn trọng, mà là cái sự phục vụ của anh em nó phải tăng hơn cái lúc anh em làm trước đây. Ví dụ như là khi mà tôi đi qua bên chỗ này chỗ kia đi giảng, anh em biết ban ngày thì dạy nha, rồi chỉ nghỉ chút xíu là người ta anh em mình tới nhờ mình tư vấn và cầu nguyện giải cứu, tối về cũng phải cầu nguyện cho anh em sẵn. Có nghĩa là cái tinh thần phục vụ mình nó có sẵn trong người của mình rồi, mình làm việc nó giống như là cái gì quen thuộc rồi, nó không còn nó cảm giác mệt mỏi nữa. Tại vì cánh cửa phục vụ đã mở ra cho mình đã có sẵn cái tinh thần đó trước rồi. Bây giờ khi mà Chúa đưa chỗ này cho anh em làm, sau này anh em làm những cái người đệ tớ Chúa vĩ đại đi, thì anh em phải có cái tâm linh phục vụ trước, và có một cái sự chịu đựng phục vụ nó quen đi, đến những cái thói quen phục vụ nó có sẵn đi. Chứ còn cái kêu hầu vị Chúa mới vừa kêu đứng lên và bài giảng xong cái đầu giảng xong rồi đi về thôi, đi về luôn, là không có đứng phục vụ ai cũng không có được. Mà khi phục vụ xong chút xíu cảm thấy mệt tự nhiên cái say sẩm chơi, đâu được anh em. Phục vụ là phải phục vụ liên tục, nhờ cái gì lên chúng ta phải cầu nguyện liên tục. Ví dụ những ngày vừa qua thì tôi thấy nếu mà mình không có sẵn tinh thần phục vụ là mình đâu thể nào mà chịu được nổi cái áp lực hay là cái những cái điều mà anh em nhờ mình cầu nguyện. Mà họ nhờ cầu nguyện anh em mới là họ nhờ liên tục đó anh chị em, chứ không phải là cái dạng khi học chỉ cần có khó thở là họ sẽ gọi liền, dù là 1 hay giờ khuya, 3, 4 giờ sáng, hoặc là bất cứ giờ nào, là lúc đó là lúc mình cùng chiến đấu với họ, chỉ cần là họ nghe được cái tiếng của mình thôi
chỉ cần họ nghe được cái lời cầu nguyện của mình thôi, tự nhiên là họ mạnh lên liền anh chị em, tự nhiên họ có sức lực liền nè, chút xíu khoảng chừng là tiếng mình gọi là tại sao rồi, họ nói rằng cảm ơn Chúa là giờ em khỏe không chứ. Thật sự cái căn bệnh này nó làm cho họ gì đó, lúc thì nó thật là mệt, một lúc thì nó thật là bình thường thôi. Tại vì bởi vì khi khi chúng ta có sẵn cái tinh thần mà đã được trang bị trước đây rồi đó, anh em không bị Chúa sau này đó là chúng ta không bao giờ nản lòng, không bao giờ bị bỏ cuộc, anh em không bao giờ có cảm giác là bị ai lợi dụng chứ. Mình không bị Chúa lúc nào cũng cảm giác là không biết mình đi đó người ta có lợi dụng mình không, biết người ta thấy sao mà họ bị Chúa đây người ta lợi dụng tôi quá, họ bị Chúa mà mình lợi dụng ai, lợi dụng ai, mình sẵn có tinh thần mình phục vụ Chúa rồi, đừng nghĩ ai ai lợi dụng mình chứ á, nghe không? Bởi vì sau này anh em hy sinh là bị Chúa đó, anh em đừng có tông tính. Có những người tông tính á, làm việc cho nhà Chúa được có đâu được chầu, nên là làm được chút xíu thôi, là cái nghĩ đây là giống như đi làm thuê ngoài đó là phải bao ngày mấy tiếng là bao nhiêu tiền nha, thì hầu trong việc nhà Chúa đâu phải vậy, em không phải không có cái vấn đề nó liên quan đến gì đó được, không có đến từ tiền bạc được. Và khi chúng ta có sẵn cái tinh thần phục vụ rồi đó là chúng ta sẽ hết lòng phục vụ cho cha của chúng ta, hết lòng phục vụ cho cha chúng ta, cánh cửa phục vụ nó đến đó, thì chúng ta tận dụng cơ hội chụp bắt và lấy nó liền, thấy không? Anh em đừng có bỏ qua cơ hội đó nha, không có nhiều người bỏ qua cơ hội không nhận được cái gì từ Chúa chứ, không nhận được cái gì từ Chúa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về cái vấn đề đó là những cái giấc chiêm bao đến từ Đức Thánh Linh ở công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu số 17. Công vụ sứ đồ đoạn 2 câu 17. Đức Chúa Trời phán trong những ngày sau cuối ta sẽ đổ Thánh Linh ta trên mọi xác thịt, con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, thanh niên sẽ thấy khải tượng và nhiều người già cả sẽ thấy chiêm bao. Câu kinh thánh này đã cho chúng ta thấy rằng giấc mơ có thể xuất hiện bởi sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Tại vì cái lời Chúa đã nói mà, Chúa đã trong ngày sau cuối này. Bởi vì từ hôm nay anh chị em đừng có xem nhẹ những cái giấc mơ, nhưng mà chúng ta cũng cần phải biết một số các sự thật về những cái giấc mơ. Tại vì nó có nhiều cái nguồn nó đến. Chúng ta sẽ xem xét cái điều này. Lòng chúng ta cũng phải cân nhắc để chúng ta nhạy bén nhận diện ra những cái giấc mơ nào mà nó đến từ Đức Thánh Linh, còn những giấc mơ nào nó không phải đến từ Ngài. Những cái giấc mơ anh chị em, Chúa có thể bày tỏ phán dạy chúng ta lúc mà chúng ta chưa tin Chúa, lúc ta còn nhỏ đó, có những người cũng đã nhận rồi. Hoặc là Chúa có thể dạy họ, bày tỏ cho họ lúc họ đã tin Chúa nữa. Ở trong sách Gióp đoạn 33 câu số 14, vì Đức Chúa Trời phán dạy cách này hay cách khác nhưng con người không để ý đến. Chúa dạy chúng ta nhiều cách lắm, nhưng mà chúng ta không có để ý, đúng không? Bởi vì sau này xin Chúa ngài cho tôi và cho em hãy để ý. Gióp đoạn 33 câu 15 16, có thể trong chiêm bao, trong dị tượng ban đêm, lúc người ta ngủ mê, khi đang say giấc trên giường mình, bây giờ ngài mở tai cho loài người niêm phong những lời giáo huấn. Như vậy thì thường cái chiêm bao á, mà Chúa phán dạy chúng ta đó, đang lúc chúng ta ngủ mê, đang lúc chúng ta ngủ mê và đang lúc chúng ta say giấc ở trên giường mình, bây giờ ngài sẽ mở tai cho loài người và niêm phong lời giáo huấn. Thường cái giấc mơ mà đến từ Chúa đó là nó xảy ra trên chúng ta là lúc chúng ta ngủ say, và cái thời gian mà chúng ta ngủ say đó là khoảng từ 1 giờ đến 4 giờ, 5 giờ, thì thời gian đó là thời gian mà chúng ta ngủ say nhất. Thường chúng ta có những cái giấc mơ những liên quan những đề thuộc linh đó, đến từ Chúa đó, là cái điều này rất là tốt. Chúng ta nhìn thấy ở trong Kinh Thánh đó, Chúa cũng phán dạy cho Joseph, ông có những cái giấc mơ, hình như là trong cái khởi đầu mà Chúa kêu gọi Joseph, Joseph là chồng của Mary đó nghe, thì ông có khoảng bốn cái giấc mơ nè. Khi Chúa bày tỏ cho Mary, khi Chúa bày tỏ cho Mary thì Chúa nói rằng là Mary bà mừng cho ngươi vì Chúa đã chọn ngươi và ngươi sẽ sanh một con trai này kia đó. Chúa bày tỏ cho bà, Chúa bày tỏ cho bà Mary là qua cái sự hiện thấy rất là rõ về cái một vị thiên sứ đến, nó không phải là giấc mơ,
mà là cái sự hiện thấy rất là rõ ràng, như người thật với nhau vậy. Nhưng còn Joseph á, thì ông không có thấy kiểu đó, ông lại qua nằm mơ thôi. Như vậy thì chúng ta nói rằng Joseph có thể là ông là cái người hơi cứng đầu hay sao không biết, mà chú phải dùng giấc mơ. Liên quan về vấn đề hôn nhân, liên quan vấn đề hôn nhân, thường nếu mà nói vấn đề hôn nhân á, thì Chúa sẽ bày tỏ cho hai người đang yêu nhau trước. Nếu mà hai người xác định rằng đó là cái người này là vợ tôi, cái người này là chồng tôi, thì Chúa bày tỏ cho Mary, thì Chúa phải bày tỏ cho Joseph, chứ không phải là Chúa bày tỏ cho Mary xong rồi đó, là Mary đó chạy lại đi Joseph. Joseph, Chúa bày tỏ, Chúa nói rằng đó là anh là chồng của tôi đó, anh là phải lấy tôi đó nha, không phải có 1 triệu một mình thay đổi, đợi giờ bắt kia ép nó lấy mình đâu vậy, cái đó là bậy. Và Chúa bày tỏ cho Mary, Chúa phải tỏ cho Joseph chứ, mà Chúa bày tỏ Joseph rồi thì Chúa cũng phải hướng dẫn cho Mary chứ, để mình cộng tác với nhau chứ, chứ không giờ bày tỏ cho một người đó anh chị em. Còn nếu không á, còn nếu không thì Chúa sẽ bày tỏ cho ai nữa không, còn nếu không đó Chúa sẽ bày tỏ cho những người khác nữa, thí dụ như là cha, là mẹ, hoặc là anh chị em, là những người thân chúng ta thêm nó, hoặc là ông mục sư cố vấn mình để xác xác chứng. Ở trong Matthew á, đoạn 1 câu 20 câu 21 á, anh nói rằng qua giấc chiêm bao Joseph được Chúa hướng dẫn để trốn qua cái Ai Cập, và Chúa hướng dẫn ông á là cưới Mary, bây giờ Chúa hướng dẫn ông á là trốn qua Ai Cập. Khi ở Ai Cập xong rồi đó thì Chúa làm gì? Chúa bảo ông hồi hương. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 19 đến câu 20. Rồi sau đó ông hồi hương á, thì Chúa đã bày tỏ cho ông á tiếp là gì? Chúa bảo ông hãy chịu ngụ ở tại thành Nazareth. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 2 từ câu 22 đến 23. Như vậy là Joseph á có 4 cái giấc mơ cả thải. Bằng cách làm theo sự hướng dẫn của từng giấc mơ, và cái ý muốn của Chúa đó được 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 bày tỏ, và ý muốn được được nên trên đời sống của ông. Sứ đồ Phaolô cũng cẩn thận ghi lại cái tầm quan trọng của cái giấc mơ và khải tượng. Ông không có chống cự lại cái giấc mơ, nhưng mà ông lại tiếp nhận những cái giấc mơ đó. Ví dụ có một cái sứ đồ đoạn 26 câu 19 đó, ông nói rằng vua Agrippa, từ đó tôi không dám chống cự với khải tượng từ trời. Ông Phaolô thì ông lại có cái khải tượng và ông lại có giấc mơ nữa, hai cái này nó đến với ông, hay đúng ra là cái cánh cửa về tâm linh nó được mở ra cho ông, và ông được nhạy bén được cái sự dẫn dắt của Chúa qua những cái sự hiện thấy, qua giấc mơ, qua sự hiện thấy, hoặc là qua sự bày tỏ của Chúa. Bởi điều đặc biệt là gì không, là ông không chống lại nha anh em, thấy ông có những sự giấc mơ bày tỏ của Chúa, có những lời tiên tri của Chúa trong là xong, gặp và đi tàu sẽ bị chìm tàu ông cũng đi, rồi là ông sẽ bị trói khi ông đến gặp về quê Jerusalem, như vậy là ông cũng đi luôn. Ở trong công vụ sứ đồ đoạn 16 từ câu 9 đến câu số 10 á, ban đêm Phaolô thấy một khải tượng, có một cái người Macedonia đứng trước mặt mình, này xin rằng xin ông qua Macedonia cứu giúp chúng tôi. Khi Phaolô thấy khải tượng đó, lập tức chúng tôi tìm cách qua Macedonia vì kết luận rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi rao truyền tin lành ở đó. Chúng ta thấy Phaolô không có khải tượng không? Cái khải tượng có nghĩa là qua những cái sự hiện thấy đang lúc cầu nguyện Chúa cho họ thấy nữa, hoặc là họ nằm mơ. Qua đoạn kinh thánh này, hãy để ý cách Phaolô thể hiện sự yên tâm vì ông biết phải làm gì. Một trong số cách đó qua giấc mơ Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta. Như vậy là khi anh chị em có cái sự bày tỏ của Chúa qua giấc mơ á, qua dị tượng á, anh em an tâm. Tại vì chúng ta là biết Chúa rõ qua cái giấc mơ rồi thì anh em không có gì phải sợ con người. Thường á, khi cái giấc mơ khải tượng của Chúa mà anh em đã quen, đã biết được rồi á, thì anh em rất là bình an. Và anh em sẵn sàng, anh em có thể chia sẻ và sẵn sàng anh em thực hành cái giấc mơ đó mà anh em không có sợ. Thường là cái sự sợ hãi con người á, là sao không, khi chúng ta kể giấc mơ đó ra là ta hay bàn lắm, mà anh em phải biết là chính mình á là mình phải bàn với Chúa trước, chúng ta đừng có vội vội vàng đi đi gọi nói chuyện tùm lum. Chú bày tỏ cho anh có giấc mơ này kia đó, thì nếu mà anh em có gặp một cái người mà có cái khả năng và có cái ơn tứ khôn ngoan á, và có thể giúp đỡ cho chúng ta được cái giấc mơ đó đó, thì chúng ta nên nói người đó. Còn nếu mà chúng ta chưa có hiểu rõ cái giấc mơ của mình,
mà mình vội vàng nữa, mình đi công khai ha, mình nói hết người này nói hết người kia đó, là bảo đảm anh em chắc chắn trăm trăm anh em sẽ bị ném đá, mà ném khủng khiếp luôn á, ném không thương tiếc luôn á anh chị em, nghe không? Rồi chúng ta thấy cái câu chuyện và của ông Führer cũng vậy, trong bộ các sứ đồ đoạn 10 từ câu 9 đến câu 16 đó, ông Führer ông lại có một cái khải tượng và hay là có giấc mơ lúc ông đang nằm ở trên nghỉ giữa trưa đó, ông cầu nguyện và ông có bị ngất đi, và cái ngất đi đấy là ông bắt đầu nhìn thấy cái khăn, cái chéo có một cái khăn rồi có những con vật đó, nó ở trong cái khăn là vật ấu quế thôi, rồi thấy ông thấy bốn cái chéo nó thâu lại và Chúa bảo ông hãy ăn cái những thức ăn ấu quế đi. Ông thì lúc đó ông chưa có hiểu, rồi sau này thì ông mới nhận ra được cái sự dạy dỗ của Chúa. Mà thật sự cái khải tượng này đó nha, chỉ một cái khải tượng thôi mà lặp đi lặp lại tới ba lần chứ ba lần đó, chứ không phải một lần đâu. Ông thấy cái đó là lặp đi lặp lại hoài à? Như vậy anh em thấy cái khải tượng hay là cái giấc mơ mà đến từ Chúa rồi đó, thường Chúa sẽ cho nó sẽ ở trong chúng ta, và cái đầu tiên mà anh em nhận ra đó, nó giống như là cái gì đó tác động chúng ta là chúng ta nhớ liền, nhớ rất chi tiết. Rồi nhưng mà chúng ta còn đang phân vân á, thì Chúa sẽ cho bồi thêm một cái giấc mơ thứ hai, nó cũng giống giống như vậy đó. Mà nếu anh em bắt đầu tin phần 80% rồi, thì Chúa sẽ bồi thêm một cái nữa, có thể là một cái người nói tiên tri, có thể hoặc là một cái sự khải tượng hay là một câu kinh thánh. Rồi anh em xác quyết đến từ Chúa rồi, anh em không còn sợ, chúng ta sẽ sẵn sàng thực hành theo cái sự dẫn dắt của Chúa qua cái chiêm bao này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học ít nhiều để xem coi cái cách để mà chúng ta có thể giải giải mộng nha. Thì liên quan đến cách giải mộng á, thì nó dài lắm, trước mắt là chúng ta sẽ nói sơ chút xíu đi. Có bốn loại chiêm bao có thể gây cái nhầm lẫn cho chúng ta, có bốn loại chiêm bao có thể gây ra cái nhầm lẫn cho chúng ta. Vì có chiêm bao rất là vô nghĩa nên tín hữu trưởng thành có cái xu hướng bỏ qua và không có quan tâm đến cái tầm quan trọng của những cái giấc mơ. Nhưng mà có bốn loại chiêm bao như sau. Thứ nhất là giấc mơ đó đến từ Đức Thánh Linh. Thứ hai là giấc mơ đến từ các sinh hoạt hàng ngày mà chúng ta đang sống. Anh em biết cái giấc mơ sinh hoạt hàng ngày chúng ta đang sống á, nhiều khi nó cũng là một cái thông điệp mà Chúa muốn gửi cho chúng ta nữa nha anh chị em, chúng ta đừng có bỏ qua nha. Thứ ba, cái giấc mơ đến từ xác thịt. Giấc mơ đến từ xác thịt á, nhiều khi Chúa cũng cho phép nó xảy ra đó, để chi vậy? Để chúng ta nhận ra mình đang sống trong cái xác thịt, đang sống trong cái dục dục, đang sống trong cái sự ô uế, để mình nhận ra, để mình tỉnh thức, để mình ăn năn, để mình từ bỏ. Và thứ ba, đó là giấc mơ đến từ ma quỷ. Khi giấc mơ mà đến từ ma quỷ đó, thì anh em không phải là chúng ta sợ và chúng ta nhận ra để chúng ta chống trả lại nó. Anh em phải nhận ra và chống trả lại nó. Và chúng ta sẽ nói về giấc mơ đến từ các sinh hoạt hàng ngày. Giấc mơ đến từ các sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta sẽ nói về cái này trước nha. Đây là một cái dạng chiêm bao xuất phát từ sinh hoạt hàng ngày. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng chiêm bao xuất hiện bởi sinh hoạt hàng ngày chúng ta mà ra thôi. Ở trong truyền đạo đoạn 5 câu số 3 đó, có nói về nhiều lo lắng sanh ra chiêm bao. Ví dụ cả ngày hôm đó chúng ta đi chơi với bạn, hay đi chơi với một cái anh hay một cái chị nào đó, hay là một cái người bạn nào đó, bắt đầu tối lại chúng ta nằm chiêm bao, chúng ta tự nhiên chúng ta thấy mình làm đám cưới với người đó. Mình làm đám cưới với người đó không có nghĩa mình đừng nghĩ là mình tin rằng mình sẽ cưới người đó thiệt. Mặc dù cái giấc mơ này, mặc dù cái giấc mơ này mình thấy như vậy đó, nhưng mà nó không phải vậy. Cái giấc mơ đó có thể đến từ Đức Thánh Linh, nhưng cũng có khả năng chiêm bao này là do cả ngày chúng ta nói chuyện với cái người đó, chúng ta đang hy vọng cái người đó. Chúng ta đang có một cái mà trong ngóng hay là ao ước cái người đó quá, nhưng đó tối là chúng ta nằm mơ thôi. Bất cứ khi nào chúng ta nằm mơ, hãy kiểm tra lại xem có mối liên hệ nào giữa giấc mơ của chúng ta và những cái chuyện đang diễn ra hay không. Có nghĩa là anh em phải kiểm tra coi chúng ta dứt
có cái mối quan hệ nào giữa giấc mơ với cái người hay là cái gì nó đang xảy ra ở trong mơ hay không. Có nghĩa là anh em phải kiểm tra xem coi mình là nhân vật chính hay nhân vật phụ á. Không hẳn là cái chuyện mà nằm mơ sẽ xảy ra có liên hệ với cái chuyện xảy ra ngay trong ngày hôm đó, hoặc là có thể nó đã xảy ra trước đó nhiều năm rồi. Như vậy thì cái giấc mơ mà nó đến từ những cái công việc để cuộc sống hàng ngày đó thì nó sẽ liên quan đến những cái công việc mà bình thường của chúng ta mà thôi. Ví dụ như chúng ta làm cái nghề làm nông đi, thì anh em sẽ liên tục có những giấc mơ liên quan đến làm nông. Làm nông chúng ta đã mơ thấy gì không? Thấy là hôm nay cái ruộng của mình nó bị khô nước, nằm chiêm bao tự thấy thấy sao có một bầy sâu nó ăn cây lúa. Nằm chiêm bao sao thấy cây lúa nó lên nhưng mà nó không có điều. Nằm chiêm bao sẽ thấy lúa sao nó lên nhưng mà nó lại bị nếp. Anh chị em sẽ nhìn thấy cái cảnh làm nông như vậy. Cái lý do tại sao vậy? Tại vì chúng ta đã quen cái công việc đó ở trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta rồi. Nhưng mà anh em nên biết một điều thế là thường á, cái giấc mơ của chúng bạn nói chúng ta đó là nó luôn ảnh hưởng đến những cái công việc của quá khứ. Nhưng mà Chúa cũng dùng những công việc đó để làm gì? Để dạy dỗ anh em hiểu vấn đề cái thuộc linh hiện tại. Nhưng mà Chúa không bao giờ là dạy cho anh em mà cái mà anh em không thể nào hiểu được. Ví dụ như anh em là cái người làm nông thì Chúa sẽ dùng những cái cảnh vật hay là cách nào đó làm nông của quá khứ để dạy cho anh em, chứ không thể nào dạy anh em về cách đi làm biển được. Cái người làm biển á hay đi biển mà khi Chúa kêu gọi họ là Chúa cho họ những cái giấc mơ liên quan đến từ biển là như vậy. Thì chúng ta hãy cẩn thận vì cớ anh chị em chưa xác định rõ là cái giấc mơ đến từ cái nguồn nào, đến từ ai. Chúng ta cũng đừng có vội vàng cát nghĩa nó, và chúng ta hãy khắc ghi nó, và chúng ta có thể ghi nó vào một cái quyển sổ ngày đó tháng đó gì đó, rồi sau đó chúng ta hãy chờ đợi xem chúng ta có cái sự bày tỏ nào thêm nữa không. Cái giấc mơ đến từ Chúa phải được thực hiện trong cái bối cảnh theo những cái cách khác nhau mà Đức Thánh Linh bày tỏ. Ví dụ như là chúng ta có những cái sự bày tỏ của Chúa liên quan một vấn đề gì đó ở trong cái cuộc sống, hoặc là trong công việc hội thánh, trong việc Chúa đi. Chúa đã bày tỏ chúng ta qua cách đó không có nghĩa là Chúa sẽ bày tỏ lần sau đó giống cái cách đó. Chúa sẽ dạy bày tỏ cách khác, tại vì Đức Thánh Linh đó là Đấng là sáng tạo, tạo dựng. Ngài không bao giờ gặp khuôn mất cái gì chứ. Như vậy là chúng ta khi giải thích giấc mơ chúng ta đừng bao giờ gặp khuôn cái điều gì chứ. Để giải thích được cái giấc mơ đó thì anh em cần phải có cái mối quan hệ với Thánh Linh tốt mới được. Tại chúng ta cần phải có sự giấc mơ đó là một cái sự bày tỏ, một thông điệp của Chúa. Còn giải thích giấc mơ đó là một cái sự soi sáng của Đức Thánh Linh. Chứ chúng ta không thể nào mà không có sự soi sáng đó chứ, mà mình giải thích theo cái kiểu mà có thể anh em học học là biết là một chuyện nghe. Nhưng mà để Chúa soi sáng cho mình đó, để mình nhận ra là một chuyện khác nữa anh chị em. Nếu anh em mà không có sự nhận ra là anh em sẽ gặp rắc rối liền, anh em sẽ gặp rắc rối liền. Nếu Đức Thánh Linh đang phán với chúng ta trong giấc mơ, hãy tự kiểm tra lại xem giấc mơ đó có phù hợp với cái sự bình an mà Chúa đặt để trong lòng của chúng ta hay không. Tại vì khi giấc mơ đến từ Chúa nó phần lớn á là cái sự bình an của Đấng Christ nó sẽ tể trị trong chúng ta, và chúng ta đã nắm ý về bài trước về sự bình an rồi đó. Rồi kế tiếp, những cái giấc mơ đến từ những cái sự ham muốn có xác thịt đó là một cái dạng giấc mơ đưa người ta trải qua, đó là gì? Nằm mơ mà mình thấy mình dễ làm một cái gì đó để làm phũ thỏa mãn cái dục vọng mình thôi. Ví dụ như mình thấy mình nằm mơ mình kết hôn với cái người ở trong tâm linh, là mình hoặc là mình liên hệ tình dục với những người ở trong mơ, hoặc là mình thấy mình đang ăn uống hoặc là mình chơi đùa cho thỏa mãn cái dục vọng mình ở trong mơ đó. Thì cái giấc mơ này thường nó xảy ra như vậy là tại vì sao? Tại vì ban ngày á mình đã có sự ham dục ở trong cái cuộc sống của ban ngày rồi. Ban ngày mà chúng ta ham muốn cái gì đó thì ban đêm thì chúng ta sẽ có giấc mơ đó thôi. Trong Giu-đe câu 8 nó thế này: tuy nhiên cùng một cách ấy, trong giấc mơ những kẻ này đã làm ô uế thân xác mình, chối bỏ thẩm quyền và nói phạm thượng đến các đấng vinh quang.
Có những giấc mơ ô uế và có những giấc mơ nó làm cho cái thân thể của họ bị giống như là bị cảm thấy bị mặc cảm, bị xấu hổ, bị nhơ nhúc. Hay nó khác là cái giấc mơ nó làm cho họ bị dơ bẩn. Ví dụ như là thường các bạn nam á vào trong cái tuổi dậy thì á thì hay có những nằm mơ là thấy mình là liên hệ tình dục với ai đó đó là tự nhiên nó xuất tinh luôn. Cảm thấy ồ sao mà nó nhơ nhớp quá, sao nó bẩn thỉu quá, sao nó khủng khiếp quá. Bằng phần lớn các bạn trẻ thì gặp những cảnh đó thì các bạn rất là lo, rất là sợ. Mà như lý do tại sao mình lo sợ như vậy, tại vì ban ngày mà đang có những người bị có những cái sự tham dục ở trong đời học sống của họ nó mạnh quá. Ban ngày mà anh em chỉ cần có xu hướng về cái xu hướng về cái điều xấu dục vọng nhiều chừng nào á thì anh em sẽ nằm mơ liền thôi. Nên liên quan đến vấn đề đó đó. Như vậy anh em đừng bao giờ giải nghĩa, tìm mọi cách gượng ép, gượng gạo để giải nghĩa từ cái giấc mơ tham dục với xác thịt mà chuyển qua thành cái giấc mơ thục linh nha. Và cái này là cái nguy hiểm nhất. Có một số bạn cũng nằm mơ thấy bậy bạ xong rồi cũng tỏ vẻ ra mình vẫn là thục linh lắm, đâu giải nghĩa toàn những cái chuyện mà lấy những cái giấc mơ mà nó không có tốt mà giải nghĩa, thì cái điều này đó nó làm cho gặp rắc rối ở trong cái cuộc sống liền. Vậy xin Chúa nghe cho tôi và anh chị em hãy cẩn thận trong vấn đề này.